Cùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Một bản tin rất là quen thuộc với tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đó là Hùng sẽ view lại cái kịch bản phân tích về thị trường trong tuần vừa qua. Phần thứ hai, chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành cơ bản nhất của thị trường, ví dụ như nhóm trụ, nhóm banh, chứng khoán, nhóm P và nhóm thép. Sau đó thì có thể phân tích thêm một số các cái nhóm ngành khác nếu như cái thời gian của chúng ta còn. Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ đi dự báo một vài cái ý về xu hướng thị trường, ít nhất là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba, và sau đó thì chúng ta sẽ có thêm các cái định lượng về thị trường ở sau đó. Thế thì bản tin tuần video số 163 thì hiện tại trong cái bản tin đó thì Hùng chỉ đánh giá một số các cái nhóm ngành cơ bản. Trong cái tuần trước đó thì Hùng Lê có một cái tai nạn không mong muốn. Chính vì vậy tuần đó thì Hùng vẫn đang trong cái quá trình hồi phục, và thậm chí là trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng rất ít, tức là hạn chế tối đa cái việc làm việc với máy tính, bởi vì mắt đang trong cái quá trình phục hồi, nên là cũng rất là cố gắng ở trong cái tuần giao dịch vừa qua. Thì hiện tại là trong cái tuần giao dịch vừa qua thì các anh chị có comment, có một số anh chị có hỏi Hùng Lê về mặt cổ phiếu, nhưng Hùng Lê cũng rất xin lỗi các anh chị, đó là vì điều kiện sức khỏe nên là cũng không thể là trả lời được cho các anh chị những cái câu hỏi như vậy. Thì bắt đầu từ bản tin tuần này thì Hùng Lê sẽ giải đáp hết tất cả các cái câu hỏi của các anh chị ở dưới comment ở dưới bản tin tuần. Thì đấy là một vài ý Hùng trao đổi với các anh chị như vậy. Thì bản tin video số 163 phân tích thị trường chứng khoán tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 7. Trong đó thì cũng có nhấn mạnh áp lực bán vẫn khá là mạnh. Và trên cái kịch bản phân tích tuần thì Hùng cũng đã có view lại một cái tuần biến động của thị trường. Đó là phiên thứ hai rất là ok, phiên ngày thứ ba thì nó có khoảng 30 phút cuối thì tạo lập đã có những cái phiên rút rất là khó hiểu, đúng không ạ? Và sau đến phiên ngày thứ tư thì thị trường có một cây nến rút chân rất là đẹp, và nếu như, tức là người ta vẫn nói một câu như vậy, nếu như cái phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu nó khỏe mạnh hơn và nó có những cái tiêu điểm tốt đẹp hơn thì thị trường trong tuần vừa qua nó sẽ rất ok. Tuy nhiên phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu trong phiên sáng thì giao dịch rất tốt, nhưng sang phiên chiều thì tạo lập đã đẩy mạnh cái lực bán. Chính vì vậy nên một câu chốt đó là chốt lại bộ ba chỉ số chung của thị trường trong tuần vừa qua, tức là tuần giao dịch cũ, là đóng cửa không đạt tín hiệu kỹ thuật. Và Hùng tiếp theo thì đó thì Hùng có đánh giá một số các cái yếu tố về mặt kỹ thuật, ví dụ như là tại cái thời điểm đó thì nhóm mid cap cũng đang bị bán mạnh, nhóm P thép thì đang có xu hướng chỉnh mạnh. Đó, nhóm P thép đang có xu hướng mạnh. Nhóm banh và chứng khoán thì nó đang có một cái sự suy yếu nhất định. Chính vì vậy quan điểm cá nhân của Hùng Lê là thị trường tiếp tục gặp khó khăn trong hai phiên giao dịch đầu tuần, đó là phiên giao dịch của ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Và sau đó khi chúng ta thoát được hai cái phiên giao dịch này thì thị trường chung sẽ có những cái mốc hỗ trợ mà có thể tính toán được ở các cái ngưỡng tiếp theo, tức là chúng ta phải sống sót được qua phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Thì các anh chị cũng có thể thấy rằng trong tuần vừa qua ở phiên giao dịch ngày thứ hai, ở đây chúng ta sẽ nói đến phái sinh trước, bởi vì chúng ta có cái bộ môn phái sinh. Trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì thị trường đã có một phiên giao dịch có thể nói là đẫm máu, khi mà gần như tất cả các cái lực bán đè nặng lên thị trường, và thị trường của chúng ta đã mất một cái điểm số rất sâu, phải nói là như vậy, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai. Đó, đây các anh chị có thể nhìn thấy, đây là cái điểm mà chúng ta kết thúc tuần. Và trong một cái dự báo về xu hướng của thị trường thì cũng có dự báo về cái câu chuyện là phái sinh sẽ có thể cái mốc 1480 thì nó là đương nhiên, nó là hiển nhiên, đó là Hùng đã nhấn mạnh ở trên bản tin tuần. Nhưng cái vùng mà cũng dự đoán cái vùng của phái sinh đó là vùng 1450 đến vùng 1460 điểm. Đây chính là cái vùng này, đây các anh chị, vùng 14, đây là vùng 1450.
cũng chỉ dự báo về đến đây. Tuy nhiên đến các anh chị có thể nhìn thấy đây một cái lực bán đã bán gãy vùng 1450 điểm, và khi cái vùng này 1450 điểm thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì cũng đã phải tính toán đến những mốc hỗ trợ rất sâu, đó là vùng 1400 đến vùng 1406 điểm của phái sinh. Đối với chỉ số VN30 cũng như vậy, trong bản tin tuần thì cũng có đánh giá dự báo cái xu hướng của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba có thể quay lại test mốc ở vùng sâu hơn. Đây, cái mốc sâu đây. Còn cái mốc 1480 nó là đương nhiên nó sẽ test lại cái mốc đó. Nó câu chuyện là ông đã có nhấn mạnh ở trong cái phần review 15 phút cuối. Thì ở vùng 1440 đến vùng 1450 điểm, và các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì phái VN30 sau khi mà nó đây này, nó chốt, nó đạp về vùng 1440 điểm ở đây, nó có một cái lực hồi. Và cái lực hồi này nó không đủ mạnh. Chính vì nó không đủ mạnh nên nó quay lại, nó test lại vùng 1400 điểm này bị thất bại. Thì đương nhiên 1440 thì nó đã quay về một cái vùng hỗ trợ khá là sâu, đó là vùng 1395 đến vùng 1400 điểm của chỉ số VN30. Và cùng với thời điểm đó thì cũng có dự báo cái xu hướng khả năng thị trường sẽ test lại về vùng 1310 điểm ở đây các anh chị, và 1310 ở đây. Sau khi nó chạm 1310 ở đây thì nó có một lực hồi. Các anh chị có thể nhìn thấy một cái nến xanh nhỏ ở đây. Đây cũng sẽ view to lên. Đó. Thì tại cái điểm ngưỡng hỗ trợ này nó có một cái lực hồi và nó hồi lại chạm đúng cái vùng 1310 ở đây thì nó lại tiếp tục quay trở lại. Và trong tuần thì chỉ số VN Index đã quay về vùng hỗ trợ rất sâu, đó là vùng 1260 đến vùng 1270. Và trong tuần thì gần như chủ đạo phân tích ở cái biên hỗ trợ này. Và biên kháng cự của thị trường cũng có phân tích ở trong tuần, đó là vùng 1300 điểm đến vùng 1310 điểm. Và các anh chị em nào mà có ở trên các cái team cộng đồng R6, R7, R8, R9 thì đã có tiếp cận được những cái thông tin mà ông Lê phân tích, cũng có chia sẻ, bạn Linh có chia sẻ những cái thông tin đó ra team cộng đồng cho các anh chị có thể tham khảo. Còn đối với chỉ số phái sinh thì trong tuần vừa qua chủ đạo chúng ta nói đến vùng hỗ trợ sâu của thị trường, đó là vùng 1395. Cả VN30 và phái sinh chúng ta nói đến vùng 1395 đến vùng 1400 điểm đấy các anh chị. Chúng ta thấy rằng từ đây đến đây đấy là vùng hỗ trợ và vùng kháng cự của thị trường. Vùng kháng cự của thị trường ở đây đó là vùng 1450 điểm của phái sinh. Thì hiện tại trong tuần đã có 1 2 3 4 cho là 5 đi, 5 lần. Đó, 5 lần phái sinh của chúng ta công lại vùng này nhưng chưa khoan thủng được. Thì tí nữa cuối bản tin thì chúng ta sẽ đánh giá các cái kịch bản phân tích của phái sinh và VN30 trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Thì về cơ bản trong tuần vừa qua thì về mặt ý đồ tạo lập, thì nếu như tất cả những cái bản tin phân tích định lượng của Hùng lên, nếu như chúng ta tính ở trên trend kỹ thuật tuần thì gần như ví dụ như Hùng có định lượng về VN30 có thể test sâu, VN30 có thể test lại về vùng bao nhiêu đấy ạ? Vùng 1450 thì đóng cửa khoảng vùng 1440, tức là trong tuần thì nó cũng đã có những cái điểm chi soát ở cái vùng, tức là nó khá gần đến cái vùng mà chúng ta phân tích định lượng, đúng không ạ? Rồi, ví dụ VN30 chúng ta dự kiến là cái điểm test sâu của VN30 có thể đi về vùng 1440 điểm và đóng cửa tuần thì nó ở 1438 điểm, tức là so với cái định lượng đó thì nó lệch 2 điểm, tức là 1440 ở đây và 1438 thì các anh chị có thể trừ đi là nó lệch 2 điểm. Còn đối với chỉ số VN Index thì dự báo sẽ ở cái điểm test sâu của nó ở khoảng vùng 1310 điểm và kết phiên thì ở 1299 điểm, tức là cũng lệch khoảng tầm 10 điểm. Tức là ở trên một cái tỷ suất, trên một cái dự báo tuần thì những cái dự báo đó nó cũng khá là sát với những cái diễn biến của thị trường trong tuần. Đó. Thì phần thứ hai thì Hùng cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ đi view lại tất cả các mã cổ phiếu của các nhóm ngành để chúng ta xem thử trong một tuần vừa qua thì các cái mã cổ phiếu của chúng ta đã giao dịch như thế nào. Hiện tại đối với VIX thì VIX đang có một cái nền hỗ trợ đây trong tuần, cũng có tìm lại ở vùng 100 đến khoảng vùng 103 và xu hướng thì VIX sẽ có thể hồi lên vùng 110 và sau đó thì nó có thể có những cái nhịp đạp kỹ thuật lại đây. Xu hướng ngắn hạn thì VIX cũng đang có những cái tín hiệu hồi phục khá là tốt khi mà dòng tiền đang có xu hướng ngóc đầu lên như này. Vị thế mua thì các anh chị có thể canh ở quanh vùng 100 đến khoảng vùng tầm vùng 103.
Vinhome một tuần vừa qua không có nhiều các cái yếu tố đột biến cơ bản thì Vinhome vẫn đang đi ngang ở biên 108 đến biên 110. Tín hiệu mác đang khá là xấu, đang cắm như thế này thì cổ phiếu khó mà hồi phục và xu hướng chủ đạo thì vẫn đang là đi ngang và chúng ta sẽ có thêm các cái tín hiệu để phân tích tiếp theo. Ở VRE các anh chị lưu ý là tất cả những cái tín hiệu Bồng Lê phân tích ở đây đó là tín hiệu kết tuần, và tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu có thể thay đổi trong tuần khi các cái điểm giao dịch, ví dụ kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba, thì thông thường kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ ba thì cổ phiếu nó sẽ có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật mới và chúng ta có thể xoay chuyển kịch bản cổ phiếu. Chính vậy nên là các anh chị lưu ý đây là những cái kịch bản mà chúng ta phân tích với cái tín hiệu kết tuần, và với cái tín hiệu kết tuần ví dụ như với tín hiệu kết tuần của VRE như thế này thì nó đang bị mất cung này. Đó, dòng tiền đang đi ngang này và một số các chỉ báo kỹ thuật khác, nói chung là nhìn rất nhiều các chỉ báo cũng nhìn bây giờ nó khoảng tầm độ gần 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 trên 10 cái chỉ báo để có thể đưa ra được một số cái nhận định như vậy. Về mặt VRE thì cái xu hướng kỹ thuật hiện tại của VRE đang đi ngang khoảng quanh vùng 27,5 ở đây, thì như vậy là nó sẽ tiếp tục đi ngang thôi. Dòng tiền đang bị mất như này thì nó cũng sẽ chưa thể bật lại được và xu hướng chủ đạo là vẫn đang tích lũy ở vùng 27 đến vùng 27,5. SAB hiện tại thì cũng chưa có nhiều dư địa. Trong tuần trước thì có đánh giá đi ngang ở quanh vùng 157 và tín hiệu hiện tại thì vẫn như vậy. Sang tuần tới nếu như mà Sapeco vượt lại được biên 165 thì khả năng sẽ có một cái lực hồi ngắn. Vinamilk vẫn đang trong quá trình dò đáy, Vinamilk vẫn dò đáy các anh chị, và trong tuần thì Vinamilk đã đánh mất một cái ngưỡng hỗ trợ khá là quan trọng ở vùng 86, chính vì vậy nên là nó đã lùi lại về vùng 84. Trên góc độ kỹ thuật thì dòng tiền đang khá là cạn ở đây thì Vinamilk sẽ có những cái điểm lình xình ở đây và chúng ta sẽ có một cái ngưỡng hỗ trợ ngắn ở đây là vùng 84. Trường hợp nếu sang tuần Vinamilk đánh vượt thoát vùng 86 thì nó xác nhận cái xu hướng hồi phục kỹ thuật ở đây và các tài khoản đang cầm thì các anh chị cũng có thể mua để đảo hàng. GTN thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều dư địa đâu các anh chị, xu hướng vẫn đi ngang tích lũy ở quanh vùng 16. VLC đi ngang tích lũy ở quanh vùng 28 đến khoảng vùng 29. Phân tích một số các mã cổ phiếu ngành hàng không VRC. Trong cái ý đồ tạo lập của VRC thì nhìn VRC đánh khá là đẹp. Tuy nhiên trong tuần thì VRC cũng đã bị mất vùng 117,5. Thì cái vùng 117,5 này nó có một tác dụng, nó có một cái điểm tì bật rất quan trọng ở đây. Và khi vùng này nó bị mất thì xu hướng đấy các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đây là những cái hậu quả khi mà cổ phiếu này không giữ được ở cái biên 117,5 và nó sẽ quay về test lại những cái điểm cung sâu hơn. Và những cái điểm test cung lại vùng 110, 112 thì xu hướng tuần mới thì khả năng là nó vẫn vẫn còn test ở trong cái biên này. HVN thì trong tuần vừa qua chủ đạo là biên đi ngang ở quanh vùng 25,5 đến vùng 26. Tín hiệu kết tuần như thế này thì khả năng cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test lại ở vùng 25 sâu hơn ở khoảng vùng 24,5 ở đây. AST thì đang bị mất cung cầu nên chính vì vậy nên là xu hướng nó vẫn lình xình như vậy thôi, tích lũy ở vùng 48, 49, 50. Nói chung nôm na thì đoạn này sau một cái nhịp nó hồi lên đây, nó không bứt được cái vùng 52 ở đây nên là nó sẽ có xu hướng nó quay lại test cung thôi. ACV ở thời điểm hiện tại cái biên biến độ dao động trong phiên khá là lớn và những cái tín hiệu kỹ thuật này thì cũng cho thấy chúng ta là chúng ta cần phải có thể bán ra ở khoảng vùng 78 đến vùng 80, nôm na là cái điểm mua ở của ACV hiện tại là nó cũng không 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 còn đẹp nữa. BVH cũng đang quá trình dò đáy. Trong tuần vừa qua thì BVH đã chính thức bị mất cái vùng 52 và xu hướng của BVH đang đi lại tìm lại ở vùng 49 đến vùng 50, và với tín hiệu kỹ thuật này thì theo ông đánh giá thì khả năng BVH sẽ tiếp tục lình trình ở trên vùng 50 ở đây trước khi mà lực cầu thực sự đánh quay trở lại và có những cái tín hiệu kỹ thuật để có thể xác nhận đảo pha xu thế, còn hiện tại thì Hùng chưa có nhìn thấy. MWG sau khi mà MWG tiệm cận được cái vùng 180, đúng không, 180 cộng là target dự kiến, thì MWG đã quay về một tuần test cung và tất cả những điểm test cung của MWG thì đã có phân tích dự báo trong bản tin tuần rồi, các anh chị có thể xem lại. Vùng 164,5 hiện tại thì MWG chưa bị phá,
Và đây là một cái tín hiệu kỹ thuật mà đang được đánh giá, được tạm gọi đánh giá là tích cực nhất ở trong tuần mới. Thì tuần tới thì MWG cần phải giữ được trên vùng 164.5. Trường hợp nếu như bị mất vùng 164.5 này thì chúng ta sẽ nên bán ra, các anh chị đang cầm thì bán ra, bởi vì như vậy là nó sẽ quay trở lại test lại cung. PNG như vậy là sau khi mà đạt được cái target tuần, tuần trước nó đạt được cái target tuần ở vùng 105, thì tuần này PNG đã có những điểm xả tương đối mạnh, những điểm xả này tương đối mạnh các anh chị này, đây là những điểm xả tương đối mạnh. Nó xả cho đến mức mà đường MACD đã phải đảo quặt quặt pha xu hướng, tức là nó đang ở pha xu hướng tăng thì nó đã quặt sang pha xu hướng giảm. Dòng tiền thì đang khá là yếu, chính vậy nên mà PNG sẽ có xu hướng dò tìm lại ở quanh cái vùng giá 93.5 đến khoảng vùng 95, và vùng này sẽ có thêm những cái đánh giá mới. Phân tích họ Mansan đi các anh chị, Mansan hiện tại đang quá là ok luôn, Mansan đang cực đẹp. Thì đối với Mansan MSN ở đây là trong tuần có những phiên đâm thủng vùng 113, nhưng kết phiên thì nó đã lấy lại được những cái tín hiệu kỹ thuật, và Mansan thì đã có một cái biên dao động cực kỳ lớn ở trong tuần vừa qua, và kết tuần điểm tích cực kết tuần đó là nó đã đóng ở cửa trên vùng 113 đây. Xu hướng đang hướng lại vùng 120 và kỳ vọng trụ Mansan sẽ mang đến cái gọi là sức sống mới cho cả dòng trụ. Như vậy là chúng ta sẽ kỳ vọng Mansan sẽ tiếp tục đánh. MSR, một mã cổ phiếu rất quen thuộc của họ Mansan, và trong team của ông Lê thì các anh chị đánh khá là nuột nà cái mã cổ phiếu này. Và đến thời điểm này có thể khẳng định là gần như các cái phân tích về MSR gần như sẽ đạt được một cái xác suất khoảng tầm 80-90% về target sale và về các cái điểm hỗ trợ ở về mặt kỹ thuật. Và trong tuần thì cũng đã có phân tích điểm hỗ trợ kỹ thuật của Mansan ở MSR ở vùng giá 18 đó các anh chị. 18 và biên đẹp của nó thì đây này, nó cũng có một biên đạp 18.6 này, 18 đến vùng 18.5, và trong tuần thì nó đã có những cái điểm đánh rất là ok. Cái tuần thì nó đang đánh vượt thoát được vùng 19, như vậy là sang phiên ngày thứ hai tuần tới và phiên thứ ba chúng ta sẽ chờ một cái lực cầu nó đánh tốt hơn ở đây, và xu hướng hiện tại thì đang kỳ vọng là Mansan MSN sẽ hồi phục và đi lên từ vùng 18 ở đây, và chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích target sau khi mà cổ phiếu này cán lại vùng 20 cộng. Cổ phiếu MML, một mã cổ phiếu mà ông có nói với các anh chị rồi, đó là cổ phiếu này thì không vội được đâu. Đó. Và cái vùng mà các anh chị gom đó là vùng 57.5 đến vùng 58.5 cho một kênh xu thế trung hạn, với một mục tiêu trước mắt là kỳ vọng đánh về vùng 65. Tuần này thì nó đánh vượt kỳ vọng rồi các anh chị. Đó, nó đánh vượt kỳ vọng rồi, và với cái tín hiệu kết tuần như thế này thì rất có thể là MML sẽ test lại một lần nữa ở quay lại vùng trên vùng 65-66. Ở vùng này mà không gãy và lực cầu tuần tiếp tục duy trì ổn định ở khoảng trên 400 đến 500 nghìn cổ phiếu thì cổ phiếu này mở trend kỹ thuật các anh chị nhé. Và xu hướng thì cũng đã dự báo sớm rồi là khả năng thì cổ phiếu này sẽ đi về khoảng vùng 80. Họ Mansan có một mã cổ phiếu rất hay, MCH, nhưng mà cái mã cổ phiếu này thanh khoản nó hơi thấp, chính vậy nên Hùng không có phân tích. Nhưng đầu tư thì có đầu tư, bởi vì các anh chị có thể nhìn thấy đây, cái mã này từ lúc lên sàn là nó chỉ có tăng thôi, nó không có giảm. Tất nhiên nếu như các anh chị nhìn này, nhìn nó đi này, nó đi rất là khó chịu. Đó, nó đi rất là khó chịu. Đó, nhưng mà nắm giữ ở một đấy, các anh chị nhìn này, đến ngày nó đi như này thì gần như không ai đủ kiên nhẫn để nắm giữ nó. Nhưng với những người làm như Hùng Lê, ông Lê chủ đạo, ông Lê tập trung để phân tích thị trường, tập trung để phân tích tất cả mọi thứ trong phiên, và cái câu chuyện là mình sẽ rất khó để mà có thể thao tác trên tài khoản cá nhân của mình, thì mình sẽ chọn những cái mã cổ phiếu như thế này. Tức là có thể nó khoảng tầm 5-6 năm ví dụ như thế, vứt đó và cứ kệ nó như vậy thôi, nó cứ túc tắc nó đi. Và cái mã này thì cổ tức cũng rất là cao, thanh khoản thì nó hơi thấp, nhưng mà mã này thì không có phân tích ở trên team. Nhựa Bình Minh thì trong tuần vừa qua nó cũng đã có những cái lực đánh hơi kỳ lạ. Trong tuần thì có dự báo cái vùng hỗ trợ của nó 56, mặc dù trong tuần thì nó đã có những cái phiên đánh tụt về vùng 55, nhưng kết tuần thì vẫn đóng cửa vùng 56.8. Với tín hiệu kỹ thuật này thì kỳ vọng BMP sẽ đánh lại khoảng vùng 58, đấy khoảng vùng 58, sau đó thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây thì cũng sẽ đánh giá thêm. Ba con A
dự báo về cái mốc hỗ trợ của ba con A trên bản tin tuần là vùng giá 15. Hiện tại thì em này đang bị mất cung mất cầu, như vậy là tốt. Và với cái tín hiệu mất cung mất cầu như thế này và gặp lại vùng hỗ trợ 15 ở đây thì sang tuần nó sẽ test lại vùng 15.5 trước khi mà lực cầu quay trở lại. Thì ở những cái vùng này các anh chị cũng đang cầm nhé, các anh chị đang cầm cổ phiếu thì chúng ta có thể canh mua để thăm dò, với một kỳ vọng là cổ phiếu sẽ đảo pha xu hướng ở đây. Bởi khi thị trường chung mà phục hồi quay trở lại thì cổ phiếu bao na nó cũng đánh rất là tốt. DAG, như vậy là DAG trong tuần đã thọc về sâu ở vùng 5 đến vùng 5.15, nên vùng hỗ trợ rất là sâu. Sau đó thì cây nến liền sau đó thì nó lấp lại và nó đang đi lại ở trên vùng 6.4. Khả năng nó sẽ lình trình ở quanh cái vùng quanh vùng 6 chấm à xin lỗi cả nhà, lình trình ở quanh vùng 5.4 ở đây. Đó, nó sẽ đi ngang ở vùng 5.4 5.3 đấy trước khi mà cái lực cầu quay trở lại và chúng ta xác nhận được cái xu hướng đảo chiều. Cổ phiếu này nó đánh rất hay các anh chị, đừng có nhìn thế thôi. Đây, một cái trend kỹ thuật như này nhưng mà nó đánh từ vùng 5 lên đến vùng 7. Đó, một cái trend kỹ thuật nó rất hay. Và khi nó xuống thì nó cũng xuống rất là dốc. Đây các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó thì chúng ta khi mà nó xuống dốc đó, cứ bình tĩnh. Đó, chúng ta sẽ có những cách để chúng ta xử lý. Nó cổ phiếu này đặc tính của nó là lên rất rất V, hình chữ V. Đấy. Đó, ok. Đó, khi xuống thì cũng xuống rất là dốc. Thì đấy là những đặc tính tạo lập, và chúng ta sẽ căn cứ những cái đặc tính tạo lập này để chúng ta có thể canh mua nó. Và cái đoạn này là những cái đoạn mà chúng ta sẽ canh mua, rất nhiều anh chị em bán ở đây thì chúng ta mua các anh chị. Đó. Z hiện tại cũng đang quá trình dò đáy, và cái điểm dò đáy này của Z khá là đẹp ở vùng 50 các anh chị nhá. Nó đập lại 52, phiên nay thì nó có đập lại 52 nhưng khả năng theo Hùng thì cái điểm 52 nó khó, là khá là khó, nên là cái vùng nó sẽ chỉnh lại ở khoảng quanh vùng 51, nói chung là biên 50 51 ở đây. Thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái hành trình dò lại đáy. Đó, bắt được rồi, đoạn này bắt được rồi, cái nón ở đây rồi. Và sau một cái giai đoạn tích nền tích đáy đây thì chờ cổ phiếu vượt thoát lại vùng 52, tức là ở bên này con dốc nó chém một phát ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu mua tăng tỷ trọng ở sau đó. Cách thức là như vậy. Đối với FPT trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ quan sát ở góc độ như thế nào, đó là vùng 83.5. Trường hợp như 83.5 không gãy thì cái trend kỹ thuật của FPT còn, tức là cái xu hướng kỹ thuật của nó còn. Dòng tiền thì đang cắm đầu, như vậy thì nó cũng sẽ cần thêm đến một hai phiên nữa, nhưng mà khả năng trong ngắn hạn thì FPT sẽ có những cái lực phục hồi quay trở về lại vùng 90, và về đến đây thì chúng ta lại quan sát các cái nhịp test cung ở đây để chúng ta có thêm những cái phân tích định lượng tiếp theo. CMG là một mã cổ phiếu cũng rất hay trong nhóm ngành công nghệ, và cổ phiếu này thì phân tích những cái điểm phân tích về mặt kỹ thuật cũng tương đối là sát. Trong ngắn hạn thì đã có nói rồi, đó là cổ phiếu sẽ có những cái điểm test lại về vùng 35 các anh chị. Đó. Thì các anh chị nhìn thấy đây, trong tuần vừa qua thì những cái điểm test 35 tương đối là đẹp. Phiên ngày hôm nay thì là một phiên gọi là phiên treo thôi. Em này thì cái đặc tính của cổ phiếu này đó là mua hỗ trợ và bán kháng cự. Và kháng cự thì có phân tích những cái nhịp mà khi mà cổ phiếu lên thì chúng ta có phân tích những cái nhịp kháng cự ở vùng 38 này. Sau đó là ở vùng 39 đến vùng 40, thì đấy là các cái vùng kháng cự mà chúng ta sẽ canh bán. DigiWall, đúng không? DigiWall thì đây, chúng ta đã nói rồi. Cái vùng kháng cự mạnh của nó ở vùng 145 đến vùng 150 ở đây. Trong một cái nhịp mà các anh chị có thể xem lại những cái nhịp mà phân tích một cái sóng hồi của DigiWall. Đâu đó khoảng từ vùng 120, và chúng ta sau đó test lại đây này, test lại vùng 127.5. Từ 127.5 này thì dự báo nó đi lên khoảng vùng 144-145. Sau cái điểm target này thì cổ phiếu quay về, cổ phiếu đã chỉnh giảm lại, và cái điểm chỉnh giảm này thì nó lại đi về khoảng vùng lại vùng 128 ở đây. Thì ngắn hạn là trong các phiên giao dịch tiếp theo thì DigiWall có xu hướng đi ngang ở quanh 127 đây. Trước khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Cổ phiếu ITD thì hiện tại là đã gặp cái kháng cự mạnh rồi, nói chung ở vùng 19, vùng 18.5 ở đây là các anh chị có tài khoản thì chúng ta sẽ canh chốt thôi, chúng ta sẽ không có mua ở những cái vùng như vậy. Ở nhóm xây lắp hiện tại thì cũng chưa nhìn thấy cái dòng tiền thực sự tốt, chính vậy nên là chúng ta sẽ chưa phân tích nhóm này. Chỉ có cá biệt một vài các cái mã cổ phiếu.
Ví dụ như Hùng sẽ nói đến một cái mã cổ phiếu EDC. Thì EDC là một cái mã cổ phiếu mà cái tính tạo lập về đầu cơ của nó khá là cao, và gần như trong các cái nhịp phân tích cũ ấy, chúng ta có kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ đánh lại về vùng 34. Ở trên thực tế thì những cái tuần giao dịch bình trình ở đây, và sau đó thì cổ phiếu này chính thức bị gãy vùng 30, và nó gãy đúng cái tuần mà Hùng Lê bị tai nạn đó. Nó gãy đúng cái tuần đó, và chính vì vậy nên là cũng không có biết xử lý, gần như là không 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 có biết cổ phiếu này bị gãy trong tuần và không thể xử lý được, thì sau đó thì cổ phiếu đã rơi và đến đoạn này mới bắt đầu là xử lý này. Đoạn này rất hay rồi đó, ông đang ngắm những cái ý đồ tạo lập của nó ở đây. Nó sẽ đánh lên đó, phiên này là gần chạm rồi, đúng ý đồ luôn, nó đánh chạm vùng 25, sau đó nó xả một phát khoảng tầm về vùng 22.5 đó, nó xả một phát khoảng tầm về vùng 22.5 đây mà không gãy, và lực cầu tiếp tục kéo, sau đó thì đường mác bắt đầu hướng lên xanh đó, ví dụ như vậy. Thì đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ có những cái khuyến nghị để bắt đó, hoặc là mã cổ phiếu SCR. Rất nhiều những anh chị em kẹp lại mã cổ phiếu này, và bây giờ chúng ta xử lý như nào thì rất dễ để chúng ta xử lý, không có vấn đề gì cả. Khi chúng ta bị kẹp lại cổ phiếu thì chúng ta cần phải bình tĩnh để xem là cổ phiếu nó sẽ chạm về đâu, và hiện tại thì em này đang có những cái tín hiệu kỹ thuật mà theo như Hùng đánh giá thì khả năng sẽ có những cái tín hiệu tạo đáy ở khoảng quanh vùng 9 đó, ví dụ như vậy. Hoặc mã cổ phiếu TDC đó, thì sau khi mà chúng ta con TDC này thì trước có phân tích ở đây, nó dự dự là nó sẽ kéo lên khoảng tầm vùng 21, nhưng mà kéo lên được đến đây thì gần suýt soát đạt được, thì cổ phiếu này đã gì ạ, đã bị mất đà, và sau cái sự mất đà này thì nó phá vùng 19 đó, chính thức phá vùng 19 là nó chỉ có cắm đầu thôi, các anh chị có thể nhìn thấy đây đó, và là cắm từ vùng 19 xuống tận vùng 16, và đến thời điểm này đây là những thời điểm mà chúng ta đang phải canh để chúng ta cân lại vị thế và chúng ta mua lại để chúng ta bắt đảo hàng đó. Thì những cái khuyến nghị đó thì nó sẽ đã đến ở trong tuần, ví dụ đây TDC ngày hôm nay lúc đó khoảng tầm 10 giờ đó thì bắt đầu có một cái khuyến nghị như vậy, hoặc là cổ phiếu DIG đó ở vùng 22, chúng ta cũng có thể SCR đó, IDC đó, thì cũng đã có những cái phân tích TNG, à TNG thì không phải trong cái nhóm ngành xây lắp đó, ví dụ DG thì ví dụ như đây DG đó, chúng ta sẽ đó thì chúng ta sẽ quan sát đó, DG là khuyến nghị mua rồi, ngon rồi đó. Thì DG như thế này, tức là sau khi mà DG trước đây chúng ta có phân tích cái vùng target 28 này là vùng kháng cự này, đây đạt target này, đây là target này, sau đó thì những cái điểm phân tích ở đây, và DG thì nó cũng bị gãy kỹ thuật ở trong cái tuần mà Hùng không có thể trước cái tuần đó nhỉ, trước tuần đó không thể quan sát được, à trong tuần đấy, trong cái tuần mà không không thể quan sát được, đúng không, trong tuần không thể quan sát được, thì nó đã về lại vùng 22, và đây các anh chị 22 đẹp quá, quá đẹp luôn, và đây là sẽ là những cái vùng mà chúng ta bình tĩnh để chúng ta đó, những cái tín hiệu nhá, trong tuần nó cứ giao dịch về đến vùng 22, nó rút chân lên, và phiên này là một phiên xác nhận là nó đánh vượt thoát lại vùng 23, như vậy là xu hướng nó sẽ hồi T cộng, và đây sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta bắt cổ phiếu, chúng ta không cần phải dùng những cái công cụ nào cao siêu cả. Đó, chúng ta cứ nhìn những cái cách đi, cái cách tạo lập của cổ phiếu, và như thế là chúng ta cứ thế là chúng ta bắt đầu chúng ta thăm dò thôi. Đó, còn các cái công cụ phân tích kỹ thuật đó thì nó là các cái chỉ báo chậm, tức là khi giá chạy rồi thì chỉ báo nó mới chạy theo, các anh chị là lưu ý như vậy. Chứ còn nếu như mà các cái chỉ báo kỹ thuật mà nó chạy sớm hơn giá thì anh em ai cũng thắng. Câu chuyện nó là như thế. Bởi vì giả sử như là giá nó chưa tăng nhưng mà cái chỉ báo dòng tiền này nó đã chạy tăng trước được một đoạn, ví dụ như vậy như này đó, thì ai chẳng muốn mua đúng không? Nhưng câu chuyện là đây, các anh chị nhìn thấy này, bắt đầu giá bắt đầu tăng này, thì cái dòng tiền đấy, cái thằng này nó bắt đầu ngóc đầu lên này đó đó, thì cái câu chuyện là chúng ta nhìn những cái chỉ báo kỹ thuật như vậy thì chúng ta sẽ phán đoán thôi, chứ còn chính xác tuyệt đối gần như là không có. Rồi chúng ta phân tích nhóm P. Thì hiện tại là giá dầu đang đang hơi xấu các anh chị này, giá dầu như này là đang hơi xấu này, nó test lại vùng 71.2, nó test lại 71.2 ở đây, và cái vùng thậm chí là có thể sang tuần nó sẽ có thể có test lại vùng 70. Trường hợp nếu như giá dầu thủng 70 thì sẽ bị đạp sọt ở sau đó, nên là nó cũng sẽ có những cái tác động nhất định lên nhóm P. Gas hiện tại chưa có nhiều dư địa, chủ đạo vẫn ở vùng 88.5 đến vùng 90 thôi, tích lũy ở đấy. PLX đây, PLX bây giờ là cổ phiếu đáng chú ý này, đáng đồng tiền bát gạo rồi các anh chị này. Thì trong bản tin tuần chúng ta có dự báo hai cái mốc có thể PLX sẽ đánh về trong tuần, đó là mốc thứ nhất ở vùng 50 và điểm sâu hơn có thể vùng 48.
Và trong tuần thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, có một điểm gần suýt soát 48 và sau đó nó rút chân lên. Bollinger đang có những tín hiệu xây nền và đang có những tín hiệu hồi phục kỹ thuật tốt. Vì vậy nên là để mà chúng ta không bị trễ nhịp, thay vì ví dụ chúng ta mua 1.000 mã cổ phiếu, chúng ta vào một lệnh thì chúng ta sẽ chia ra đó, ví dụ như là cái vùng này chúng ta túc tác chúng ta thăm dò khoảng tầm độ 200 đến 300 của mã cổ phiếu. Sau khi chúng ta thăm dò xong đó, ví dụ như Bollinger nó đánh lại về vùng 50 thì chúng ta có thể mua thêm 200 cổ phiếu nữa, rồi chúng ta chờ cổ phiếu về đến tài khoản. Về đến tài khoản xong BLX vẫn tiếp tục đình chỉ đi ngang, ok, ta cứ giữ như vậy. Đó, về đến vùng 48, ok, chúng ta sẽ mua tiếp 500 cổ phiếu nữa. Như vậy là chúng ta có 1.000 cổ phiếu BLX. Nhưng 1.000 cổ phiếu BLX đấy, giá vốn nó sẽ rất là ok. Nó sẽ rất là ok so với việc là các anh chị ầm phát làm 1.000 cổ phiếu ở giá 51 mà nó rơi về 48 là hoa hết cả mắt rồi. Nhưng chúng ta có những cái chia như vậy thì kể cả lúc mà cổ phiếu về đến 48 chúng ta còn 500 cổ phiếu nữa để chúng ta cân. Ok, đó là phương pháp, đó là chiến lược, đó là chiến thuật của từng nhà đầu tư và mọi người sẽ tự cân bằng cái câu chuyện đó, và Hùng chỉ có gợi ý nho nhỏ như thế thôi. Và cái cách để chúng ta bình tĩnh, để chúng ta gom những cái điểm gom vị thế để chúng ta không bị nhỡ nhịp nó rất là quan trọng. Đó, ví dụ khi chúng ta đã có khoảng 500 cổ phiếu rồi, trường hợp nếu Pelix đánh vượt thoát vùng 52, như vậy là Pelix đã xác nhận một cái xu hướng kỹ thuật ở đây và chúng ta sẵn sàng mua thêm 500 cổ phiếu nữa, và chúng ta sẵn sàng mua thêm 1.000 cổ phiếu nữa tại những cái điểm như vậy, bởi vì chúng ta có vị thế rồi, cái nó rất là tự tin. Đó, Pelix hiện tại đang khá là ok. Pet đã cảnh báo cái vùng kháng cự mạnh ở vùng 24 và từ đây thì nó rơi rồi, ok, trong tuần nó rơi về vùng 19 và nó sẽ test lại vùng 19.5, quanh vùng 19.5, 19.6 để cũng có thêm đánh giá cái xu hướng hồi phục của Pet ở đây. PXS, một cái pen của nhóm P, và ông cũng rất là thích cái mã cổ phiếu này. Cổ phiếu này khi hồi cũng hay lắm, nó đánh khoảng tầm độ trong một tuần là chúng ta có một cái target rất ngon. Thì về mặt lý thuyết là cổ phiếu này đã bị kẹp lại. Về mặt lý thuyết là cổ phiếu này đã bị kẹp lại khi mà chúng ta có những cái đánh giá ở vùng 6.35 và nó cũng bị gãy trong cái tuần mùng lê không có theo dõi thị trường. Thì sau khi nó gãy xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta xử lý, đó là vùng 5.5 đến vùng 5.65. Vùng này thì cổ phiếu sẽ có những điểm hồi và những điểm hồi về 6, dự kiến là như vậy, và sau đó sẽ đạp nhẹ lại. Test lại cung ổn định ở vùng 5.5 đến vùng 6.25 đây. Và sau đó thì lực cầu quay trở lại khoảng gần 1 triệu cổ phiếu, thì lúc đó sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ cân. Đó, đây những cái thời điểm này thì chúng ta thăm dò vị thế thôi. Còn khi mà cổ phiếu có những cái tín hiệu xác nhận đánh vượt 6, khi đó sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ cân mạnh. Các tài khoản mà đang có là cứ automatic khoảng 50-100% vị thế, cứ thế mà táng thôi. PVS ở thời điểm hiện tại đó đã chạm vào vùng, trong bản tin tuần thì chúng ta nói đến vùng hỗ trợ 22.8 ở đây, chính xác như vậy. Con số này tại sao lại một số các anh chị có hỏi là sao lại lấy 22.8 lẻ lẻ như vậy, sao không lấy 24, sao không lấy, thì cái này là nó do cái phản xạ thôi. Thế ông nhìn thấy cái vùng đấy dự như vậy thôi, chứ cũng không có một cái công thức nào tính toán cả. Thì PVS ở đây sẽ khoảng ở vùng 22.8 và đã có lực bật, và lực bật này thì nó sẽ chạm lại vùng 26.5 đây. Test cung lại tuần tới thì nó sẽ trả lại cung ở vùng 24, và các anh chị sẽ quan sát biên 24.5 đến khoảng biên 26. Đi sẽ có 1-2 phiên đi ở trong cái biên này trước khi mà cổ phiếu phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật thì cũng sẽ xây tiếp. PVD, ok. PVD thì chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ 18, và trong tuần thì có một điểm đánh về vùng 18 và sau đó hồi phục đi lên. Với tín hiệu ngắn của PVD, nếu nó khỏe thì nó sẽ đi ở vùng 19 và nó yếu thì nó sẽ quay lại vùng 18.5. Trước khi mà lực cầu quay trở lại để đánh tiếp, tức là nó sẽ phải có 1 đến 2 nhịp test cung cầu đây nữa trước khi mà nó có những cái tín hiệu xác nhận. Và khi nào mà cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 20, đó sẽ là điểm mua rất mạnh, đó là điểm mua mạnh của chúng ta. Bởi vì khi đó thì nó sẽ xác nhận cái tín hiệu tạo đáy xong ở vùng 18 đến khoảng vùng 18.5 ở đây các anh chị. PVT cũng đã chính thức được khuyến nghị mua ở trong, xem nào, không nhớ, nhiều quá không nhớ.
ngày 13 tháng 7 à, ngày 13 tháng 7 là đã đánh giá về PVT đã chạm vùng hỗ trợ mạnh và ở đây sẽ bắt đầu thăm dò vùng 17.7 đến vùng 18 bắt đầu bắt 10 đến 20% cho cả vị thế mua mới và cả vị thế chém cá. Thì PVT đã bắt đầu có một lực hồi phục ở đây và ngày 13 tháng 7 thì đã bắt đầu khuyến nghị bắt đầu cân lại được các anh chị. Về lý thuyết ngắn hạn thì PVT có thể test lại ở quanh vùng 18 và vùng 18 này không gãy đó, và lực cầu quay trở lại ổn định khoảng tầm trên khoảng tầm độ 5 triệu cổ phiếu trên một phiên. Thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta có thể tăng tỷ trọng đối với PVT. Ở BSR đến thời điểm hiện tại thì có phân tích ở những cái điểm chỉnh kỹ thuật của BSR đây đâu đó khoảng vùng 16 và trong tuần này. Có một cây nến tuần chạm vùng 16 xong đó hút lên. Với một lực hồi phục như thế này thì BSR lại đi khả năng thì nó tiệm cận về vùng 18 này là vùng kháng cự 18 đến 18.2. Đây là vùng kháng cự nên nó sẽ có những cái điểm đấy các anh chị này. Đây là cây Doji. Học về kỹ thuật thì các anh chị hiểu được cây Doji nó là như thế nào. Thì tuần tới nó sẽ có những cái điểm khả năng sẽ có những cái điểm test lại cung cầu ở khoảng quanh biên 17 đến biên 18, tức là nó sẽ dao động ở quanh biên này. Khỏe thì nó ở vùng trung bình khoảng vùng 18.5. Đó, nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở đây. Trước khi mà có những cái biến tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. Oi, hỗ trợ của Oi trong bản tin tuần có nói đến vùng 11 đến khoảng vùng 11.5. Chạm đến 11.5 thì Oi bật lên và xu hướng hiện tại thì Oi sẽ xây nền ở khoảng vùng 12-12.3. Chúng ta có thể bắt Oi từ đây rồi. Chúng ta có thể bắt Oi từ đây. Dự kiến thì nó hồi lại, tức là sau khi nó thoát được vùng 13 thì nó sẽ đi lên khoảng vùng 14 và sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây trước khi mà chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo. POV kép hiện tại thì nó xấu, nó chưa đạt, nói chung con này chưa đạt. Con này thì nó nhìn ở trên góc độ dài, nó là một cái downtrend dài. Có thể nó hồi phục lại về vùng 11 mạnh hơn thì ở khoảng vùng 11.3 và sau đó thì nó lại chỉnh ở đây. Nó là điểm gãy kỹ thuật của nó đây. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Nó hai cái nhóm ngành rất là quan trọng. Thì các anh chị có thể hiểu vì sao ở trong cái thời điểm hiện tại cái nhóm banh và nhóm chứng khoán nó làm mưa làm gió ở trên thị trường. Thì thế nào gọi là mưa làm gió? Có nghĩa là cái nhóm này xanh thì cả thị trường xanh. Và cái nhóm này mà chỉnh giảm đỏ thì nói chung là cả thị trường của chúng ta là đỏ hết. Thì trong một cái giai đoạn trước đây thì nhóm banh và nhóm chứng khoán nó không chạy cả dòng. Tức là trong một cái nhịp tăng á, thì có thể là BID tăng này, Vietcombank tăng nhưng mà công thương giảm. Rồi ACB giảm, rồi STB giảm, SHB giảm, ví dụ như vậy. Và nhóm ngành chứng khoán cũng như vậy, nó không chạy cả dòng. Nó sẽ có cái sự đan xen những cái mã cổ phiếu chỉnh giảm và sẽ có những cái mã cổ phiếu tăng. Chính vì vậy nên là nó không có những cái tác động lớn đến thị trường chứng khoán chung. Nhưng trong cái thời gian vừa qua thì nhóm banh chạy cả dòng, nhóm chứng khoán chạy cả dòng. Chính vì vậy nên là khi nó đạt target hoặc khi nó gặp kháng cự là cả cái dòng này nó gặp kháng cự. Và chúng ta cũng biết được rằng là cái tỷ trọng của nhóm banh và nhóm chứng khoán nó tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam nó lớn đến mức như nào. Thì các anh chị có thể xem lại các cái tỷ lệ ảnh hưởng đối với chỉ số VN Index, VN30. Đó. Thì cái nhóm này là lớn nhất, xong đến nhóm xây lắp, rồi mới đến những cái nhóm ngành khác. Đó. Vậy thì hai cái nhóm ngành này bây giờ đến thời điểm hiện tại là cứ xanh là thị trường xanh, mà nói chung là chỉnh giảm nó coi như là anh em lại ra đi. Thì đấy là cái câu chuyện thực tế ở trong cái thị trường hiện tại. Vietcombank cũng tuần vừa qua cũng đạp tương đối là mạnh anh chị. Tương đối mạnh rồi. Hỗ trợ của Vietcombank ở quanh vùng 100 và khả năng trong tuần tới thì Vietcombank sẽ có những cái điểm chỉnh giảm lại quanh vùng 100-102 trước khi mà nó hình thành một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây. Em này thì nó giữ chỉ số thôi hoặc là phục vụ đánh long short phái sinh thôi. Công thương đến thời điểm hiện tại, như vậy là công thương đã hình thành một cái mô hình, có thể nói là trong ngắn hạn thì cái mô hình hai đỉnh của công thương ở đây là khá là rõ ràng. Khi mà trong tuần các anh chị đã để ý đến cái việc mùng phân tích ở đây, cái biên 36.5 của công thương bị mất và có nói đến nếu trường hợp biên đó bị mất thì công thương sẽ đạp về vùng 34. Và đây này,
Đó, anh chị thấy trong tuần đấy, những điểm đạt của công thương về vùng 34, tức là những cái dự báo khá là sát. Nói chung là không không thể tuyệt đối là nó đúng zin zin 34 được, nhưng mà nói chung là quanh quanh 34. Tín hiệu này thì công thương sẽ quay lại test 34 trước khi mà công thương có những cái điểm phân tích tiếp theo. ACB trong tuần nó rồi, trong tuần là ACB bị mất vùng 33.5 nhưng mà kết tuần thì lại lấy lại được vùng 33.5. Thì về mặt kỹ thuật thì dòng tiền hồi thế này nó cũng chưa thực sự là tích cực. Sang tuần tới thì sẽ có thêm những cái điểm xả lại, test lại ở đây, thì có thể nó sẽ test lại ở quanh vùng 33 trước khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo thì sẽ đi phân tích tiếp. BIDV biết trong tuần có một phiên gãy khá là mạnh, gãy luôn cái vùng 43.5 ở đây, đó là vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Sau đó thì Bit đã có những cái điểm test lại khá là sâu. Ngắn hạn trong tuần thì sẽ quan sát lại những cái lực hồi kỹ thuật, gọi là những cái lực đi kỹ thuật của nó ở quanh vùng 42. Dòng tiền hiện tại đối với của mã Bit đang khá là yếu này, người chưa 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 thực sự mạnh, tiền đi ngang, đường MACD đang cắm đầu nên Bit cũng chưa thể hồi mạnh được đâu, xu hướng đi ngang thôi. VPBank trong tuần thì VPBank có những cái thời điểm VPBank đã mất vùng 65. Khi cái điểm mất 65 nó bị xảy ra thì đương nhiên là VPBank sẽ test lại vùng 60 thôi. Đây anh chị nhìn thấy những cái điểm test vùng 60 ở đây. Ngắn hạn thì VPBank lại hồi lại về vùng 65 và như vậy thì nó lại như thế nào? Nó lại gặp cái vùng này thì nó lại ấm ở đây và khả năng sẽ có những cái điểm test lại vùng 60. Đối với bank hiện tại thì gần như không có điểm mua. Không có điểm mua các anh chị, gần như vậy. Tất cả những cái điểm hồi phục này là chúng ta phải rất là lưu ý. Techcombank trong tuần cũng đã bị mất vùng 52.5, đấy là một tín hiệu đáng báo động đối với mã cổ phiếu này. Thì trong ngắn hạn thì nó đã có những cái nhịp sọt lại và những cái nhịp long lên quay lại vùng 52.5. Tuy nhiên những cái lực long này thì nó cũng chưa thực sự là tích cực. Và xu hướng thì các anh chị cứ lấy một cái điểm mà nó tạo sâu ở đây, tức là nó sẽ quay lại về test lại, ví dụ như cổ phiếu Tech nó sẽ test lại khoảng vùng 50.8. Đó, tuần tới nó test lại vùng 50.8 và vùng này nó mà bị gãy thì nó sẽ đi về vùng ở đây, sẽ là đi về vùng 49. Không gãy thì nó lại lình trình đi ngang ở đây và lực cầu quay trở lại tốt thì đánh vượt thoát được vùng 52.5 thì nó sẽ hồi phục lại. Đó thì chúng ta sẽ phải căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật như vậy để chúng ta dò tiếp cái đường đi tiếp theo của Techcombank. TPBank hiện tại cũng không 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 có nhiều cái TPBank hiện tại cũng không có nhiều dư địa khi mà trong tuần cũng đã có những cái điểm đánh mất này. Đánh mất vùng 34, đó là những cái điểm đánh mất rất là xấu và khả năng thì xu hướng này TP sẽ test lại quanh vùng 32. HDBank cũng có một tuần giao dịch không thực sự là khởi sắc khi mà nó quay lại test nền khá sâu. Nền test sâu ở đây là nền 31.5 đến nền 32, hình như là trong phiên thứ mấy đấy các anh chị này, có một cái cây nến đây này. Phiên giao dịch của ngày thứ tư nó có một cây nến test khá là sâu. Phiên ngày thứ năm hồi phục, nhưng đây là lực hồi phục, gọi là lực hồi phục đuối, và về mặt lý thuyết thì chưa nó nói chưa 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 thể nói lên được cái xu hướng của nó ở đây. Và theo như Hùng thì nếu như nó có hồi phục lại được thì nó cũng đi lại về biên 34.5 đến biên 35 và nó sẽ bị chỉnh lại kỹ thuật ở đây. Đó, khi gặp lại cái vùng này thì nó lại chỉnh lại kỹ thuật thôi, chứ còn chưa chưa thể tăng được. Trong tuần thì SHB có một điểm đánh khá là nhanh. SHB có một điểm đánh khá nhanh nhanh sau khi mà cổ phiếu này chạm về vùng hỗ trợ 24.5 thì đã có hai cây nến đánh khá là nhanh. Tuy nhiên với việc mà rút nhanh đánh nhanh như này thì cái lực T cộng đằng sau đó nó sẽ rất là nhanh, và nó cùng lắm thì nó sẽ hồi phục lại đến vùng 30 đến vùng 31.5 ở đây, và vùng này thì các anh chị sẽ chú ý để chúng ta có thể canh chốt vùng này. STB thời điểm hiện tại trong tuần cũng đã có những lúc STB bị phá vỡ vùng 28, và cấu trúc khi mà cổ phiếu phá vỡ vùng 28 là một tín hiệu khá là xấu đối với STB. Có lực long lên nhưng lực long này thì khả năng theo Hùng sẽ có những điểm test lại, và các anh chị cứ lấy cái mút sâu nhất để chúng ta đánh giá cái tín hiệu test
Đó là mút sâu nhất của nó ở đây khoảng vùng 27. Khỏe thì sẽ đóng cửa trên vùng 28 cộng, và yếu thì sẽ quay lại vùng 27. Và vùng 27 này mà bị gãy thì như vậy là xác nhận một cái xu hướng cổ phiếu sẽ tiếp tục bị đạp ở sau đó. Liên Việt Postbank thì trong tuần xu hướng chủ đạo là đi ngang các anh chị, vùng 26 đến 26.5 đến vùng 27.5. Tín hiệu kết tuần như thế này thì tuần tới nó vẫn có xu hướng đi ngang thôi, trước khi mà nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Chúng ta phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành banh nữa, bổ sung thêm thôi. MSB. Đối với MSB thì về mặt ý đồ tạo lập là đẹp này, cổ phiếu này về mặt ý đồ tạo lập là đẹp này. Sau khi mà nó lên được cái target 3 gần gần đạt đó, gần đạt target 32 32 thì nó chỉnh này, và nó chỉnh về về lại trong tuần thì nó đã về những cái mốc hỗ trợ cực đẹp ở quanh vùng 27 ở đây. Hai phiên lực cầu tương đối ổn định, hai phiên lực cầu tương đối ổn định và phiên kết tuần thì lực cầu khá là tốt đó, như này, và nó đã đánh vượt thoát được vùng 28.5. Thì với xu hướng hiện tại thì cổ phiếu này có thể có những cái điểm test lại cung ở quanh vùng 28, khả năng nó khỏe. Cổ phiếu này như thế này thì khả năng là sẽ test lại ở quanh vùng 28 thôi. Khả năng sẽ test lại quanh vùng 28 năm, 28 năm, ok, khoảng tầm vùng đó trước khi mà nó có một cái lực cầu đánh vượt thoát vùng 29. Và đấy là khi mà tín hiệu mà đánh vượt thoát vùng 29 thì đấy có thể chúng ta sẽ mua thêm tăng tỷ trọng được. ABB đến thời điểm này thì nó cũng chưa thực sự là tích cực khi mà nó xu hướng chủ đạo vẫn đang test lại cung ở vùng 19.5 đến vùng 20. Kiên Long Bank Kiên Long Bank cũng đã về lại vùng hỗ trợ ở đây là vùng bao nhiêu đấy ạ? Vùng 10 214 à, 214 đến khoảng vùng 22. Tất nhiên là cổ phiếu này thì nó cũng đang bị mất 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 cung, cổ phiếu này thanh khoản nó thấp nên là có mua thì cũng mua tỷ trọng thấp, có thể bắt lại từ đây để chúng ta có thể đảo hàng. Rồi ok, như vậy là chúng ta nhìn quanh thì chúng ta thấy rằng là nhóm ngân hàng ở đến thời điểm hiện tại nó không có quá nhiều các cái yếu tố đột biến. Về cơ bản chủ đạo là test lại cung, tuần tới là nhóm ngân hàng đang test lại cung và chủ đạo là xu hướng đi ngang, còn cái động lực để mà tăng giá thì nó cũng không không có nhiều cái dư địa, nên đấy là một cái yếu tố mà chúng ta đáng lưu ý ở trong cái tuần giao dịch mới. Ở VCI ở trong thời điểm hiện tại như vậy là nó đạt được cái target 60 ở đây, nó chỉnh lại. Xu hướng hiện tại thì SSI khả năng những cái nhịp hồi này nó không thực sự là tích cực. VCI sẽ có những cái điểm đi ở quanh vùng 50 đến khoảng vùng 52 trước khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật phát đi tiếp theo ở đây. Về SSI, như vậy là đối với SSI phản ứng khá là tốt đối với vùng hỗ trợ 48.5, và biên chúng ta đánh giá tuần đó là 48.5 đến vùng 50. Trong tuần thì đã có những cái điểm giao dịch như này nó khá là ok đối với SSI, nó có thể có những cái điểm test lại cung. Xu hướng này thì nó sẽ test lại anh chị khoảng quanh vùng 51 năm mà không gãy thì tại điểm đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. HCM cũng như vậy, xu hướng nó phản ứng khá là tốt ở trên tuần đó là ở vùng 45. Sang tuần mới có thể nó sẽ quay lại kiểm tra ở khoảng vùng 472, 473 trước khi mà nó hình thành một cái xu hướng hồi phục ở đây. SHS gặp lại vùng kháng cự ở đây đó là vùng 40.5. Thì cái vùng này khả năng cổ phiếu này nó cũng sẽ phải cần thêm cái sự lình xình nhất định ở đây, nó cần một hai phiên và chúng ta sẽ chờ cái tín hiệu kỹ thuật để đánh giá cái độ bật qua vùng 40.5. Còn ngắn hạn thì hỗ trợ của em này ở khoảng quanh vùng 37 khá là tốt ở trên bản tin tuần. MBS ở trong tuần chúng ta cũng nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ngắn hạn ở đây đó là vùng 28 đến khoảng 28 năm đến khoảng vùng 29.5, thì chúng ta thấy rằng là trong tuần nó chỉ đi vòng vo ở trong cái vùng này thôi, kết tuần thì có ngồi lên ở trên vùng đóng cửa đúng 29.5, tức là đóng cửa đúng cái biên kỹ thuật trên. Với tín hiệu này thì cơ bản là MBS cũng sẽ
tiếp tục có những cái điểm đi ngang trước khi mà nó phải có một cái dòng tiền đánh dứt khoát ở đây. Đó, dòng tiền đánh bật lên thì cái đó chúng ta sẽ có một cái lực hồi về lại khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36. Còn nếu như nó vẫn cứ đi lừng khừng ở đây thì chúng ta cần phải quan sát thêm thôi, cũng không có một cách nào cả. CTS ở trong tuần thì cũng có đánh giá vùng hỗ trợ 20 đến vùng 20.5, kết tuần ở 20.7 và nó đang có những cái xu hướng này. Sau một phiên tăng khá là mạnh phiên qua thì nó sẽ có xu hướng test lại. Nói chung là trong tuần sẽ có những cái điểm test lại vùng 20.5, rồi khi đó sẽ có những cái tính toán tiếp theo. FTS vùng hỗ trợ ngắn của FTS ở vùng 32 và trong tuần thì cổ phiếu đã chỉnh về vùng 32. Dự nó sẽ hồi lại, nói chung là những cái lực hồi này thì cũng không khỏe lắm đâu. Nó hồi về lại vùng 35 và về vùng này thì khả năng là lại bị chốt. Đây là những cái vùng kháng cự tương đối là ngắn ở đây nên là phải một cái lực cầu cực khỏe để đánh bật, tức là đánh thắng hết tất cả những cái lực chốt ở bên này thì mới được. Còn nếu mà lực cầu về lên đến đây mà lực cầu lại quay trở lại lình trình thì rất là khó, bởi vì sẽ rất nhiều nhà đầu tư người ta sẽ chọn bán ra khi cổ phiếu hồi lại về vùng 35 cộng. Đó là những cái điểm mà các anh chị đáng chú ý. AAS thì dự chỉnh về vùng 11 hoặc sâu hơn sẽ là vùng 10, nhưng trong tuần thì nó chỉnh về vùng 11 và nó đang lấy lại giao dịch tương đối là ổn định ở trên vùng 12, thì đối với em này thì cần thêm cái lực cầu nó khỏe hơn. Nói chung sang tuần tới thì khả năng nó cũng sẽ có những cái điểm test lại về lại quanh khoảng vùng 11.8, quanh 11.8 mà ổn định mà không gãy là được, nói chung là như vậy. Và khi nào có được một lực cầu nó đánh lên khoảng trên khoảng tầm 5 đến 6 triệu cổ phiếu thì chúng ta có thể mở mua thêm. BVS thì đánh giá vùng hỗ trợ 25 đến vùng 26 và cả một tuần thì nó cũng đang đi khá là tốt. Tuy nhiên dòng tiền đang hơi yếu và xu hướng này thì nó sẽ quay lại kiểm tra lại vùng 26 năm. Nó đang quay lại vùng 26 năm trước khi mà nó có lực bật hồi phục kỹ thuật ở đây, tức là lực cầu dòng tiền nó phải đánh lại khoảng trên 1,5 đến 2 triệu cổ phiếu. Đó, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta mở mua mạnh thêm được. Còn hiện tại thì nó đang có xu hướng dò đáy thôi. Ở đây cũng là vùng hỗ trợ. Đó, đây cũng là vùng hỗ trợ thì đây cũng có thể chúng ta có thể canh mua rồi. Đó, chứ không ai mua ở vùng kháng cự. Đây vùng kháng cự, đây vùng kháng cự này. Đó, kháng cự của nó ở vùng 33. VND. VND thì chúng ta nói đến vùng hỗ trợ vùng 438 nha, đúng rồi. Trên bản tin tuần nói vùng 38. Có hồi phục, dự test lại vùng 40, vùng 40 mà test ổn định thì mắc ở nhịp này sẽ hồi lên lại được vùng 44 đến vùng 45. Vùng 40 mà gãy thì lại quay về test lại vùng 38, gãy 38 thì các anh chị lưu ý là chúng ta cần phải bán cổ phiếu ra. VX thì hiện tại nó cũng không có nhiều cái dư địa đâu. Xu hướng chủ đạo thì đang đi ngang quanh vùng 21.4. Dòng tiền nó cũng đang khá là cạn, không có nhiều các yếu tố đột biến. BSI, ta phân tích thêm cái mã này nữa. BSI thì xu hướng vẫn đang khá là lình xình. 20. Ở khả năng sang tuần tới thì BSI sẽ có những cái điểm test lại về quanh vùng 20.5. Khỏe thì test lại vùng 20.5. Em này thì nó đánh cũng khá là nhanh nên là chúng ta sẽ nhóm ngành chứng khoán mà hồi phục thì mã cổ phiếu này thì đang nó đang có những cái tín hiệu hồi phục ngắn ở vùng 20 thì đây cũng sẽ là vùng có thể canh mua lại được BSI. SBS trong phiên ngày hôm nay hơi tiếc, cái điểm phục hồi của nó đánh gần trần nhưng mà sau đó thì nó lại bị tụt lại. Còn điểm hỗ trợ ngắn hạn của SBS ở vùng 11.2 đến khoảng vùng 12, vùng này thì đang phản ứng khá là tốt trong tuần vừa qua. Phiên này thì nó tự lấp gáp thôi,
Nên là cổ phiếu này thì các anh chị cầm, các anh chị có thể canh mua thêm ở những cái vùng hỗ trợ quanh vùng 12 năm, quanh vùng 12 năm đến khoảng vùng 13. Ok, như vậy là nhóm ngành chứng khoán thì nhìn chung thì nó chưa thực sự xấu. Tuần tới nó sẽ có những cái điểm test trả lại cung trước khi mà nó hình thành cái xu hướng tiếp theo, và cái sự test trả lại cung đó thì tí nữa các anh chị sẽ gọi là sẽ móc xích với cái câu chuyện là thị trường chung trong tuần tới sẽ như thế nào, thì sẽ phân tích ở phần cuối cái bản tin của ngày hôm nay. Bởi vì tất cả những cái yếu tố kỹ thuật đó thì nó sẽ móc xích với nhau đó, nó sẽ móc xích với nhau và chúng ta sẽ cần phải phân tích thêm. Rồi, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích các mã cổ phiếu của nhóm ngành thép gồm có Hòa Phát. Thì trong bản tin tuần chúng ta đánh giá điểm hỗ trợ của Hòa Phát ở vùng 44 đến vùng 45 đấy các anh chị. Và chúng ta thấy rằng trong tuần 5 phiên giao dịch thì cổ phiếu đều đi ở trong đều nhóm vào trong cái phần biên biên của chúng ta phân tích. Đó. Vậy thì một số anh chị có hỏi là cái cơ sở nào để chúng ta có thể dự báo được, tất nhiên là nó có thể đúng, nó có thể sai, nhưng mà gần như là những cái dự báo của chúng ta thì chúng ta cũng khá là sát, thì về mặt công cụ kỹ thuật là nó không có để là đo được là à nếu ông ở đây thì ông gãy về đây, nhưng về cái kinh nghiệm và cái cách nhìn cái sự vận động về tạo lập thì chúng ta cũng có thể dò tìm ra được đó, tức là chúng ta dự báo thôi, nó cơ bản là dự báo chứ còn không có cái gì tài giỏi ở đây cả đó, thì chúng ta dự báo thì có thể là đúng hoặc là sai đó, nhưng mà bằng kinh nghiệm thì chúng ta sẽ dự báo chính xác hơn, ví dụ như vậy đó. Thì đối với Hòa Phát nó sẽ có những cái lực hồi, khả năng lực hồi ngắn mạnh thì nó đi về được vùng 49 đến vùng 50, và về đến vùng này thì nó lại có những cái nhịp đạp kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Hoa Sen đến thời điểm hiện tại đó trong tuần có dự báo vùng 32.3 đến khoảng vùng 33.3, và tại sao nó lại lẻ lẻ như thế này? Đó thì đây phiên này nhóm này, phiên này nhóm này, ba phiên Hoa Sen nhóm vào trong cái vùng biên dự báo và phiên này thì vượt thoát lên, và điểm vượt thoát này thì nó sẽ có những điểm test lại. Phiên ngày hôm nay thì nó cũng test khá là đẹp rồi các anh chị, và về cơ bản thì sẽ đánh giá là Hoa Sen sẽ có một cái lực phục hồi ngắn từ vùng ở đây, đó là vùng chúng ta phân tích 32.3 đến vùng 33.3, nó hơi lẻ một tí. Nam Kim NKG thì Nam Kim cũng có đánh giá dự báo cái vùng mà cổ phiếu Nam Kim này có thể đạp về, đó là vùng 30. Thì trong tuần là có hai phiên, à không, có một phiên thôi, một phiên. Phiên đạp về gần vùng 30 và sau đó thì nó có những cái điểm hồi phục tương đối là tốt, những điểm hồi phục này tương đối là tốt. Ngắn hạn thì sẽ chạm lại vùng 33.5. Thoát được 33.5 thì đi tiếp, mà không thoát được thì lại quay về test. TVN ở đây trong tuần thì nó có phiên short khá là sâu. Dự báo thì nó cũng chỉ đánh chỉnh về quanh vùng 12 thôi, và đối với TVN thì lực hồi phục này tương đối là lực hồi phục đuối. Chính vì vậy nên là khả năng nó sẽ có thể có những điểm test lại ở quanh vùng 10 11 2, nó sẽ có những điểm khả năng là sẽ test lại đây như thế này. Test lại quanh vùng 11 2 ổn định ở đây rồi sau đó thì chúng ta sẽ có thể phân tích thêm. TLH ở trong bản tin tuần đánh giá vùng hỗ trợ vùng 14. Có một phiên này trong phiên thì sọt gãy vùng 14 nhưng mà kết phiên vẫn đúng giá 14. Và 4 phiên giao dịch suýt soát vùng 14 không gãy. Phiên ngày hôm nay thì kết tuần nó có một cái lực hồi lên, và lực hồi này thì có thể đưa cổ phiếu về lại ở đây là vùng 16 đến khoảng vùng 16.5 anh chị, về vùng 16 với 16.5 đây. POM thì sau khi mà mất vùng 15.5 ở đây thì nó sọt khá là mạnh. Xu hướng này thì cái vùng hỗ trợ của nó ở đây khoảng vùng 13.3. Đó, và những điểm hồi phục kỹ thuật thì nó sẽ hồi phục lên khoảng vùng 15, sau đó thì nó đạp xuống ở đây trước khi mà nó hình thành nên những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Trường hợp nếu như mà em này mà đạp gãy vùng 15 thì như vậy là hết sóng, nói chung là hết sóng. Và đối với POM thì cũng có phân tích cái vùng gọi là vùng đỉnh
là vùng target ở vùng 20 và chúng ta có thể xem lại những cái bản tin tuần ở tháng 4 và tháng 5. Đây, đây là những cái nhịp mà chúng ta phân tích cái đỉnh của mã cổ phiếu POM. Ok, làm một ngụm nước. Đi phân tích nhóm ngành cảng biển. Các chị nhé, GMD. GMD sau khi mà GMD đạt được cái target chúng ta phân tích là 45 trên 45 thì GMD đã chỉnh và những cái nhịp chỉnh ở trong tuần này rất đẹp, GMD test lại vùng 38.5 không gãy. Đây là những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận tạo đáy, sau đó thì GMD đánh vượt thoát vùng 40 và phiên ngày hôm nay thì GMD đã chính thức là bay bay ra khỏi vùng 40 và với tín hiệu này thì GMD sẽ đánh lại về vùng 44 đến khoảng vùng 45 ở đây, tức là nó sẽ về lại vùng đỉnh cũ ở đây, sau đó chúng ta sẽ tính toán tiếp. Mã cổ phiếu HAH rất đẹp. Đối với HAH là một cái mã cổ phiếu phân tích tương đối là dài. Đó. HAH phân tích tương đối là dài và ngày mùng 1 tháng 7 thì có đánh giá những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành cảng biển, ví dụ như là HH mở trend kỹ thuật này. Tại cái thời điểm đó là chúng ta đánh giá 1 tháng 7 mà các anh chị, bây giờ là 16 tháng 7 thì tại những cái thời điểm đó là HH đang trong cái quá trình mà nó mở trend kỹ thuật ở đây. Đó, khi mở trend kỹ thuật ở đây thì chúng ta đưa target của HAH lên vùng 35 và sau cái điểm đạt 35 này thì nó đang có những cái điểm test lại này. Vùng 33.5 rất đẹp và phiên này là phiên kết tuần. Chính thức với một lực cầu đánh mạnh và đã thoát thoát hết tất cả những cái kháng cự của nó ở đây và xu hướng này thì gọi là HH đã mở trend rất là thành công. GMD trong cái nhịp cũ là cũng dự kiến mở trend kỹ thuật ở đây, sau khi mà nó đạt được cái target 45 này ấy, thì nó test lại, nhưng mà cái điểm test cung này này, đây là chính điểm test cung nó bị thất bại. Tức là nếu như nó test lại ở đây mà nó không gãy vùng 44 thì đấy là nó mới mở cung được, nó cũng giống như con HH đây. Đó, sau khi nó đạt được cái target ở vùng 35 trên 35 thì nó có một những cái điểm test lại 33 này không gãy, 33.5 không gãy thì đấy mới là mở cung. Còn trường hợp nếu như kể cả HAH ở đây nếu như nó test lại mà nó có một cây nến xuất hiện như này thì đương nhiên là nó lại quay về nó test lại cái nền ở đây trước khi mà nó hình thành một cái nhịp kỹ thuật mới, thì cái cách thức vận động của cổ phiếu nó là như vậy. Ở nhóm ngành cảng biển này có con VNA kinh khủng. Đó, con VNA ngày khi mà ở những cái thời điểm mà chúng ta phân tích con pen này nó ở khoảng vùng 3 đến vùng 4 mà bây giờ đến vùng gần vùng 17 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Còn TCV kép ở nhóm ngành cảng biển là một cái mã cổ phiếu cũng được khuyến nghị đầu tư trong 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 nhóm ngành đây, TCV kép này cũng được khuyến nghị đầu tư thì TCV kép khá là hay. Sau khi mà nó đạt được cái ngưỡng ở đây, ngưỡng 32 là vùng kháng cự thì nó cũng đã quay về chỉnh ở cung kỹ thuật và những điểm chỉnh này thì đang đưa cổ phiếu này về lại hỗ trợ. Đây là vùng 27 và vùng này thì chúng ta sẽ canh mua lại đối với TCV kép các anh chị nhé. DXP chúng ta xem DXP. DXP thì bị gãy hơi sâu. Thì bản thân DP ở trong cái nhịp cũ này thì chúng ta cũng có đưa được cái target về khoảng đâu đó khoảng vùng 17 anh chị nhỉ, 17 thì nó bị chỉnh kỹ thuật ở đây. Và cái cách thức vận động của con này, nó cái yếu tố tạo lập á, là nó hình thành chữ V đó và nó đạp chữ V như này thì cũng rất là ngon rồi. Đạp chữ V thì nó cũng sẽ có chữ V tăng ở bên này, các anh chị cứ tin Hùng đi. Đối với DXP là như vậy. Đây, các anh chị nhìn thấy chữ V này, đây cũng một chữ V này, thì đây đang có chữ V và chữ V này thì DXP ngon rồi. DXP đang có những điểm test cung cầu ở quanh vùng 13 và đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta sẽ thăm dò lại vị thế đối với những tài khoản kẹp mà chúng ta bắt đầu chúng ta mua từ đây. Rồi chúng ta chờ khi mà cổ phiếu này chém gãy vùng 14, đó là chúng ta điểm mua này sẽ là điểm mua rất là mạnh này. VCS thì bây giờ nó không không còn điểm mua đẹp nữa và có hàng thì canh chốt thôi. Ở VCS là chúng ta phân tích những cái điểm từ đây, phân tích cái điểm sóng lên của VCS từ vùng 50 và đạt target 60. Sau khi đạt 60 xong thì nó đi khá là lình xình mất khoảng 2-3 tuần. Nhưng có một yếu tố kỹ thuật của em này, đó là nó không gãy vùng 58. Nó đạp như vậy thôi nhưng mà gần như tất cả các cây nến đóng nó đều ở trên 58. Chính vì vậy nên nó mới xuất hiện được cái phiên ngày hôm nay như này.
Nhưng khi phiên này nó xuất hiện như này thì nó cũng gần với cái đỉnh của nó ở đây, đó là khoảng vùng 65 đến khoảng vùng 67, và đây sẽ là những vùng kháng cự rất là mạnh. Chúng ta lưu ý để tránh tránh bị mắc cạn ở trên này. Ở nhóm ngành cảng biển nó có một mã cổ phiếu rất hay, VOS, nhưng mà mã này thì cũng không có phân tích. Vì sao? Bởi vì hiện tại thì nó chưa có rõ ràng về mặt kỹ thuật, nhưng con này nó đánh từ vùng 4 lên đến vùng 9 là nó tăng rất là mạnh rồi. Và chính vì nó tăng rất là mạnh rồi nên bây giờ nếu khuyến nghị nhà đầu tư thì nhỡ may nó gặp một cái gì đó nó không thuận theo ý của mình thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng với cá nhân của ông Lê thì ông đang gom lại cổ phiếu này ở quanh vùng 6.5 đến vùng 7, và xác nhận là cái vùng này sẽ gom khoảng tầm 30% tỷ trọng. Sau đó thì sẽ nằm chờ đến lúc nào nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn thì chúng ta sẽ tính toán những cái yếu tố kỹ thuật. Mã cổ phiếu VOS này nó đang có những yếu tố cơ bản theo như được biết thì nó khá là ok. Nhóm ngành cao su chúng ta sẽ đi phân tích. Mã cổ phiếu đầu tiên GVR. GVR, nhóm ngành cao su thì ngày hôm qua là chính thức là đã đánh giá quay trở lại, và GVR thì GVR ngày hôm qua đánh giá GVR đây, DRI, GVR, PHR, PHG, DRC thì từng các cái mã cổ phiếu một thì nó có các cái tín hiệu kỹ thuật, và bây giờ thì cũng sẽ view lại. GVR ngon rồi, ngày hôm qua đã khuyến nghị chúng ta bắt, và phiên ngày hôm nay thì gần như em này đã thoát vùng 30, và như vậy với một cái lực cầu đánh khá là tốt như này, xu hướng GVR sẽ về lại vùng 33.5. Về đến đây thì chúng ta sẽ tính toán tiếp các cái tọa độ tiếp theo. PHR, thời điểm hiện tại là cổ phiếu này đang dò đáy, và chính vì dò đáy nên là chúng ta sẽ cũng sẽ dò đáy theo vùng 48 đến khoảng vùng 48.5. đây là vùng mà chúng ta có thể canh bắt lại PHR rồi. Trong phiên ngày hôm nay thì khá là đẹp, và chúng ta sẽ chờ một cái tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần khi PHR chém vùng 50 đó thì chúng ta sẽ mở thêm các cái điểm mua tiếp theo, và đây đang là những cái điểm mua thăm dò lại PHR. DRC cũng rất là ok, trong phiên ngày hôm qua chúng ta cũng đã có những cái đánh giá về DRC có thể canh bắt lại đây. Đó, canh bắt này, những mã nào canh bắt là chúng ta bắt thôi. Và trong phiên ngày hôm nay thì hàng T1 và có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt, và cũng khuyến nghị ngày hôm nay tiếp tục bắt thêm. Ngắn hạn thì DRC sẽ chạm lại về vùng 29. Sau đó sẽ đạp kỹ thuật ở đây, và chúng ta sẽ xem cái nhịp đạp kỹ thuật này, nếu như mà nó đạp đẹp nhất nó giữ được khoảng vùng 28 thì rất là ok. Như vậy nếu mà đạp được vùng 28 tức là nó thỏa mãn các cái yếu tố tạo lập về thị trường, về cổ phiếu của nào, về DRC, và chúng ta sẽ có thể tăng các cái điểm mua tiếp theo. VHG thì hiện tại thôi, em này thôi để làm của hồi môn thôi, đánh hơi chua chát quanh vùng 2.3 đến vùng 2.5, quan sát thêm lực cầu hiện tại nó chưa có. Nhóm ngành cao su thì nó cũng chỉ có thêm mã cổ phiếu DRI nữa nhé, quên mất, rất hay. DRI thì trong cái nhịp này chúng ta sẽ nói lại đó là trong cái nhịp này khi cổ phiếu đạt được target 12 thì chúng ta kỳ vọng một cái điểm mở trend kỹ thuật của DRI ở đây, nhưng mà điểm mở trend kỹ thuật này nó bị thất bại. Nó bị thất bại khi mà nó quay về, nó test lại khoảng vùng 11.5. Đó, nó quay lại, nó test vùng 11.5 bị thất bại ở đây. Đấy chính là điểm thất bại của nó. Nên chính vì vậy nên nó không thể mở trend được. Và sau đó nó sẽ chỉnh. Nó chỉnh thì nó rơi về đây thì lại đẹp rồi. Đó, về đến đây thì vùng 8.8 đến vùng 9 thì ôm bắt thôi. Đó, vùng này thì chúng ta lại bắt thôi. Với một kỳ vọng ngắn là DRI sẽ đánh về lại vùng ở đây, vùng 10 đến khoảng vùng 10.5. Về đến đây xong rồi nó đạp kỹ thuật một nhát ở đây thì chúng ta sẽ đánh giá cái nhịp đạp này. Và cái nhịp đạp này nó sẽ có rất nhiều các ý đồ ở đây. Đó, đánh tiếp hay không nó nằm ở cái nhịp đạp này. Đó. Nhóm ngành cao su ok. Rồi, nhóm ngành thủy sản các anh chị nhé. Chúng ta sẽ nói đến thủy sản. Thủy sản cũng có đánh giá rồi. FMC. Đây, nhóm ngành thủy sản đánh giá hôm nào nhỉ? FMC. Tức là trong tuần ngày 13 tháng 7
Ngày 13 tháng 7 là bắt đầu đánh giá lại nhóm thủy sản, những cái điểm đạp tới bến, và những cái điểm đạp đó đó chính là những cái điểm hỗ trợ mà chúng ta có thể canh mua. FMC thì nó cũng đã đạp đến đây, đạp 13 tháng 7 đánh giá vùng 32 thì cũng đã có phân tích về mặt kỹ thuật ở đây. 13 hình như đây 14 đây, đây các anh chị này. Đó, phiên 13 tháng 7 là bắt đầu khuyến nghị có thể bắt lại những cái mã ngành này đó, và trong tuần thì FMC đã giao dịch khá là tốt. Xu hướng ngắn hạn thì có thể test lại cung ở vùng 32,7, mà ổn định ở đây là lực cầu tiếp tục quay trở lại khoảng tầm trên triệu cổ phiếu là ngon đấy các anh chị, hồi phục thôi. Thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin phân tích tuần của ông Lê ở đầu tháng 5. Khi đó thì sau một cái trend kỹ thuật giảm rất dài của FMC, vùng bắt đầu phân tích một sóng lên của FMC từ vùng nếu không nhầm thì từ vùng 31,5. Sau đó thì chúng ta nâng lên được vùng 33, từ vùng 33 thì chúng ta nâng lên được đến tận vùng 38, 39 ở đây. Đó thì như vậy là sau một cái trend nó hồi phục như này và nó bị đạp lại, đó thì chúng ta lại bắt đầu dò lại những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Đó. VHC cũng như vậy, Vĩnh Hoàn các anh chị có thể xem lại những cái thời điểm ông phân tích cái điểm hồi phục kỹ thuật của Vĩnh Hoàn ở đây rất đẹp. Lên đến đây mọi người mới ối giời ơi nhóm ngành thủy sản. Nhưng mà chúng ta đã phân tích những cái điểm tạo đáy tạo nền của Vĩnh Hoàn ở vùng trong nhịp cũ á. Đó, ở vùng 35,5 đến vùng 36. Tất cả những cái bản tin phân tích của ông Lê thì nó đúng hay nó sai hay nó như thế nào thì nó vẫn cứ nằm ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, và chúng ta có thể xem lại bất cứ lúc nào. Với quan điểm của Hùng như vậy, chúng ta không có giấu dốt, hoặc là chúng ta không có nói tài nói giỏi, hoặc là chúng ta không có nói những cái gì mà nó quá là cao xa ở trên trời á, mà chúng ta sẽ nói những cái rất thực tế về cái sự vận động của cổ phiếu cũng như sự vận động của thị trường. Và với cá nhân Hùng thì Hùng có đi trước và Hùng có một ít cái kinh nghiệm, và những cái kinh nghiệm đó thì cũng có làm những cái bản tin để cũng chia sẻ lại cho cộng đồng nhà đầu tư, cho những nhà đầu tư F0 vô tình vô hình người ta có thể biết đến Hùng Lê, có thể nghe được các cái clip đó thì họ sẽ tránh được, nói chung là cố gắng tránh được những cái sai lầm. Mục đích nó chỉ có như vậy thôi. Đó. Nên là không yêu là đừng có nói lời cay đắng, đừng có ném đá Hùng Lê, sợ lắm. VHC ở đây chúng ta đang có vùng 38 các anh chị, vùng 38, và nó đang quay về lại những cái vùng hỗ trợ rất là đẹp ở đây rồi, 36,5 đến vùng 37. Và để chúng ta không bị nhỡ vị thế thì quanh vùng 38 các anh chị có thể bắt thăm dò dần, và chúng ta chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn, và những cái tín hiệu kỹ thuật đó có thể đến khi mà cổ phiếu này có những phiên giao dịch khoảng tầm độ trên 2 triệu cổ phiếu và giá bắt đầu tăng trở lại. Đó. Giá bắt đầu tăng trở lại thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu chúng ta tăng dần tỷ trọng của em này lên. Vùng này thì sợ không mua đâu, nhưng mà lên đến cái vùng này này, đó lên đến cái vùng 40 mấy đến này, lên đến cái vùng 45, 46 này là mua không biết sợ. Đó, cái câu chuyện của nhà đầu tư nó lại như vậy, nhưng mà những vùng này không dám mua. Không hiểu vì sao lại thế. Ở VHC nhóm ngành thủy sản thì có phân tích một mã, hai mã, mã cổ phiếu CMX nữa. Ở CMX đến thời điểm hiện tại cũng ngon rồi, cũng ngon rồi, đang có những cái tín hiệu tạo đáy tạo nền ở vùng 13, và cái vùng mà chúng ta gọi là vùng 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 giải thích với các anh chị, đây gọi là vùng quan sát hay là gọi vùng tham chiến cũng được, vùng 13 đến vùng 3,5, tức là đây sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ phục kích cổ phiếu ở trong cái vùng này. Bởi vì chúng ta dự báo là khả năng cổ phiếu này sẽ tạo đáy tạo nền ở quanh những vùng này thì chúng ta sẽ phục ở vùng này để chúng ta mua. Ở CMX mua được rồi các anh chị, và chúng ta thăm dò ở vùng này, và chúng ta sẽ đánh giá cái mức độ hồi phục kỹ thuật của CMX từ vùng 13 đến vùng 13,5. Em này mà đánh vượt thoát vùng 14, có một điểm chém kỹ thuật ở vùng 14 đây thì có thể tăng tỷ trọng lên và có thể mở mua hết. Đấy là cái cách mua của chúng ta như vậy. ACL thì nó là đầu cơ, nó không có gì cả. ACL thì cũng nói rồi. ACL thì cơ bản ở đây vùng 11 đến 11,3 các anh chị có thể canh mua. Con này thì nó đánh 1 2 3 cây nến thôi là nó đủ cái target kỳ vọng của chúng ta. Rồi, nhóm ngành dệt may trong tuần vừa qua chúng ta cũng đã có những cái phân tích của mã TNG, ví dụ như vậy.
khuyến nghị mua. Ngày 13 tháng 7, cũng ngày 13 tháng 7 có phân tích nhóm ngành dệt may VGT và TNG, hai mã ngành này tái cơ cấu được rồi và bắt đầu bắt thăm dò trở lại. VGT, chúng ta sẽ xem lại VGT. Đến tín hiệu kỹ thuật hiện tại, ông đánh giá VGT đang rất là ok. Trong tuần đã có những điểm sọt rất sâu vùng 14.5, vùng 15, nhưng sau đó thì em này đã có những tín hiệu lấp lại và hiện tại giao dịch ổn định ở trên vùng 15.5. Ở đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh mua đó, thay vì cái việc là VGT. Các anh chị nhớ những cái điểm vùng phân tích ở đây không ạ? Đó là những cái điểm vùng phân tích target của VGT ở khoảng vùng 21, thì cây này 21 này, cây này suýt soát đạt 21 và sau đó thì nó đã có những cái điểm xả rất là mạnh như thế này. Và sau những điểm xả như vậy thì chúng ta lại gom thôi. Đó, chúng ta vùng này là chúng ta chốt này. Đó, hay đánh vần những câu đây này, những cái mũi tên này các anh chị. Đây là những mũi tên để mô phỏng cái việc là về đến vùng này là chúng ta chú ý. Đó, trước mắt của chúng ta đang có địch. Đó, cẩn thận bị bắn. Rồi, VGT cũng ngon rồi, mua, khuyến nghị mua rồi. TNG. TNG thì khuyến nghị bắt mạnh bởi vì cái tín hiệu kỹ thuật của TNG đang quá là đẹp luôn. Vùng biên vùng 18.5 đến vùng 19.2, đây là vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật và đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta bắt những cái vị thế thăm dò rất là đẹp. Ngày 13 tháng 7 bắt đầu đánh giá đây anh chị, 13 tháng 7 đây, phiên này, phiên ngày thứ 3. Đến đây thì đẹp rồi và phiên ngày hôm nay khi khi TNG có những cái dấu hiệu chém vùng 21, xin lỗi cả nhà, xin chém vùng 20 ở đây. Thì đây là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là ok. Tuần tới nếu như có một cái phiên tuyệt vời ơi là tuyệt vời, nếu như mà em này mà có một cái nến tăng như thế này và giá và thanh khoản của nó đạt khoảng tầm độ trên 4 triệu cổ phiếu một phiên, thì đấy là một phiên có thể xác nhận, gần như xác nhận cái tín hiệu kỹ thuật bắt đáy hoặc là những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta gom hàng ở những cái vùng này rất là ok. Và khi tín hiệu đó xảy ra thì chúng ta cũng có thể canh mua full hàng được. Nhóm ngành mía đường cũng có đánh giá ở trong tuần vừa qua và có khuyến nghị bắt lại. Đó, ví dụ vậy, cũng ngày 13 tháng 7 bắt đầu đánh giá sự phục hồi của nhóm ngành mía đường, gồm có mã cổ phiếu QNS, SBT và LSS. Đó, chúng ta sẽ xem QNS đang giao dịch như nào sau những cái đánh giá như vậy. Ok, đây các anh chị, phiên ngày 13 tháng 7 đây, QNS, và đến hiện tại thì QNS đã chạm lại về vùng 44. Ở xu hướng ngắn hạn thì nó có thể có những cái điểm test cung lại quanh vùng 41 trước khi mà nó đi lại về cái target cũ của nó đây. Đó, về đến cái vùng này là cái vùng mà có địch. Đó, mà có địch thì phải tránh xa nó ra, khả năng sẽ ở khoảng vùng 43 đến khoảng vùng 44 các anh chị. Đây sẽ là những cái vùng mà QNS sẽ đánh lên. SBT cũng đẹp rồi, đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi. Sau một cái nhịp đạp rất là tưng bừng và phiên ngày 13 thì cũng có bắt đầu có đánh giá những cái tín hiệu kỹ thuật của SBT ở quanh vùng 16.5 đến vùng 17. Và trong tuần đây các anh chị nhóm một tí tẹo là chạm vùng, gần suýt soát chạm vùng 17 đây thôi. Và sau đó thì nó long lại, rất đẹp SBT. Xu hướng ngắn hạn thì cổ phiếu này có thể test lại cung ở vùng 18.2. 18.2 là test nhẹ nhàng, khả năng là nó sẽ test nhẹ nhàng như vậy, còn nếu không thì phiên ngày thứ hai khả năng nó sẽ kéo luôn. Đó. Và SBT đây các anh chị này, SBT cũng đánh giá luôn này. Đó, và bắt đầu bắt lại, nói chung là bắt lại ở vùng 16.5 đến vùng 17. Thì cái phân tích cùng đó thì nó có thể là xem như vậy và các anh chị có thể điều chỉnh cộng trừ thêm một tí. Nói chung là nó cũng không thể tuyệt đối được và chúng ta sẽ căn cứ các cái giá thực tế. Ví dụ như trong phiên này thì chúng ta có thể mua một ít này, nó chém trả cung khá là ok này. Đó, nó trả lại cung 17.4 này. Rồi trong phiên này nó suýt soát, nó chạm về vùng 17.1, 17.2 thì chúng ta lại bắt tiếp này. Đó, và trong phiên ngày hôm nay chúng ta lại bắt tiếp này, khoảng quanh vùng 18.2. Đó, nó trả lại. Đó, ví dụ như vậy, 18.2 là cũng bắt được này, 18.2, đó, 18.2. Rồi sau đó là tuần tới nó lại trả cung tiếp. Đó, ví dụ nó trả, nó không, thì chúng ta phải quan sát ở trong phiên. Đôi lúc nó có thể trả lại 18.2, nhưng có thể nó chỉ trả lại về khoảng tầm vùng 18.5 thôi. Và về vùng 18.5 mà chúng ta thấy giao dịch ổn định mà nó không đạp gãy nữa thì bắt buộc chúng ta phải mua 18.5. Chứ bây giờ cứ cố chấp là
phải mua 18.2, nhưng thực tế cổ phiếu nó có về 18.2 đâu mà mua. Xong đấy cứ chờ 18.2 thì nó nháy phát lên. Đó, nó đánh vượt thoát vùng 19 và nó đánh vượt thoát vùng 19 đến vùng 19.5 thì là xong. Tức là lúc đó thì chỉ có xác nhận cổ phiếu tăng thôi và chúng ta kết thúc những cái điểm mua. Đó, cổ phiếu nó chỉ có những cái điểm mua đẹp như vậy thôi, và khi mà nó kết thúc rồi thì nó sẽ khá là khó. Phân tích một mã cổ phiếu, một nhóm ngành cuối cùng, chọn phân bón hay Viettel? Chọn Viettel, lâu giờ không phân tích Viettel. À, rồi, VGI thì trong nhóm ngành Viettel thì chỉ có mỗi VGI là lỗi hẹn trong nhịp phân tích nhóm ngành Viettel. Còn tí nữa chúng ta sẽ nói bởi vì sao lỗi hẹn, bởi vì VGI là thực ra nói về lý thuyết là nó không bị lỗ. Đó, nhưng mà không đạt kỳ vọng, tức là kỳ vọng của chúng ta là chúng ta sẽ đạt kỳ vọng ở vùng 40 cơ. Nhưng nó lên được đâu đó khoảng vùng 35 cộng thì nó bị thất bại đây này. Sau khi thất bại thì VGI tiếp tục test nền ở vùng 30 và vùng 30 cũng bị thất bại ở trong bản tin tuần, Hùng đã có nói rồi. Và khi cái câu chuyện mà VGI bị thất bại trong bản tin tuần đó, thì nó sẽ đạp về đâu? Đây, vùng này 26 đến khoảng vùng 27 nó sẽ đạp về đây. Thì khi nó đạp về đây thì tuần này nó đã có những cái điểm hồi phục tương đối là tốt, và những điểm hồi phục này thì nó sẽ chạm lại khoảng vùng 30 và về đây nó lại đạp. Các anh chị yên tâm, chắc chắn là nó đạp. Vậy thì nó đạp về đâu? Đẹp đẹp á, thì nó đạp lại khoảng, xem nào, nó đạp là khoảng vùng 28 năm đến khoảng vùng 29. Đó, vùng 28 năm đến vùng 29 không gãy thì đây sẽ là những cái điểm mà chúng ta làm gì ạ? Chúng ta mua để chúng ta đảo lại hàng, và chúng ta gọi là chém cá trên thớt đúng không anh chị, hoặc là chúng ta có thể mua mua mới những cái tài khoản chúng ta mua mua, mua mới đó. À, tại sao ông lại nói là nhóm ngành Viettel thì nó chỉ bị lỗi thôi, bị lỗi con VGI thôi. CTR cũng gần, VTP cũng gần như phân tích những cái target tuyệt đỉnh luôn và đạt những cái target rất là ok. Con này chia cổ tức nên là những cái hình vẽ này, những cái hình vẽ các anh chị này, những cái hình vẽ này là nó bị trôi hết rồi. Và nôm na thì em này đã chỉnh lại ở đây vùng hỗ trợ 77.5 khá là tốt trong tuần. Xu hướng này thì sẽ đánh lại về vùng 85 và về đây thì khả năng sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. VTP cũng CTR CTR cũng như vậy, trong cái nhịp mà trước chia ở đây thì chúng ta đã phân tích gần như đạt được những cái target cực kỳ là sát ở khoảng quanh vùng 75 sau chia. Còn trước chia thì các anh chị có thể tính toán lại, thì còn sau chia thì nó ở khoảng vùng 75. Và sau đó thì nó cũng đã có những cái điểm khá là lình xình, và phiên phiên kết tuần ngày hôm nay thì cổ phiếu này cơ bản giao dịch tốt. Ngắn hạn thì ra lại chạm lại về vùng 78.5 đến vùng 80 thôi. Đây, lại chạm về cái vùng này. À, về đến vùng này thì đấy là vùng cướp, vùng có cướp nên là chúng ta cẩn thận. Ok, như vậy là nhóm ngành thì chúng ta sẽ dừng lại phân tích như vậy thôi. Ở những phút còn lại của bản tin ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ tổng hợp view lại một 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 cái góc nhìn tổng quan. Thì một góc nhìn tổng quan trong thời điểm hiện tại đó là tình hình về dịch bệnh COVID-19 tại Sài Gòn. Các tỉnh miền Đông rất là nghiêm trọng, đặc biệt nó đã lan rộng ra các khu vực ví dụ Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang, đó những cái khu vực vệ tinh của Sài Gòn là đang bị dịch gần như không 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 kiểm soát được. Và theo như một số các bài báo có viết, tức là bây giờ không không biết nguồn lây ở đâu, và gần như cái công tác mà điều tra dịch lễ để mà khoanh vùng dập dịch là gặp hết sức là khó khăn. Còn và chúng ta cũng thấy được rằng là khi mà Sài Gòn thực hiện cái chỉ thị giãn cách 16 thì hàng loạt các cái yếu tố về vĩ mô nó tác động lên cuộc sống của công nhân, lên của nông dân, lên của các cái chuỗi cung ứng nó bị đứt gãy hết, nó bị tắc nghẽn hết, và ngay lập tức thì giá cả của thị trường năm đấy nó đã đẩy lên một cái mức rất là cao. Đâu đó có những bài báo viết về những cái mớ rau bé bé mà lên đến tận 100.000 như vậy. Đó thì chúng ta thấy được là dịch bệnh COVID hiện tại đang tác động khá là tiêu cực, và đặc biệt là Sài Gòn là một thành phố Hồ Chí Minh, là một đầu cầu về kinh tế, và vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh đó là Bình Dương, đó là Đồng Nai,
Đó là những cái vùng Kiên Giang loanh quanh đấy, thì đấy là những cái vùng vệ tinh, và những cái vùng vệ tinh đó thì hiện tại cũng đang bị dịch bệnh tấn công rất là phức tạp. Như vậy thì một cái câu chuyện là đến thời điểm hiện tại thì dịch bệnh trên trên toàn lãnh thổ Việt Nam nó đang diễn biến nó khác rất 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 nhiều so với những cái dần dịch ở trước đây, và chắc chắn rằng kinh tế của Việt Nam, doanh nghiệp của Việt Nam sẽ có những tác động tiêu cực trong quý tiếp theo ở đây và rất là khó khăn. Và trong cái bản tin video số 160 thì Hùng Lê đã có chia sẻ những cái yếu tố về vĩ mô, đó là cái sự song trùng phát triển của thị trường chứng khoán và sự song trùng phát triển của các doanh nghiệp, sự song trùng phát triển của nền kinh tế, nó phải hai cái đó nó phải đồng pha với nhau. Còn nếu như thị trường chứng khoán cứ một mạch cắm cổ đi lên mà kinh tế không phát triển, rồi GDP không tăng trưởng, rồi doanh nghiệp thì thất nghiệp, rồi công nhân không có việc làm, rồi giá vật liệu thì đẩy lên cao, dẫn đến là các cái công ty xây lắp là bây giờ là coi như là hoạt động cầm chừng, các dự án hoạt động cầm chừng. Đấy, nó những cái tác động, rồi giá dầu tăng thì xăng tăng thì dẫn đến là một loạt các cái yếu tố khác tăng theo. Nó bởi vì cái gì nó chả phải chở bằng xe, đúng không ạ? Hàng từ miền Bắc vào miền Nam cũng phải vận chuyển bằng xe container, vận chuyển bằng tàu thủy, rồi vận chuyển bằng máy bay. Và khi xăng tăng thì đương nhiên chi phí vận chuyển, cước vận chuyển tăng thì cước vận chuyển đó nhà sản xuất, nhà cung cấp sẽ cộng vào giá của thành phẩm bán cho người dân, bán cho chúng ta, thì đấy là những cái yếu tố rất là bất lợi. Còn nhìn trên góc độ tổng quan của thị trường chứng khoán Việt Nam đến thời điểm hiện tại thì Hùng có đã view cho anh chị nhìn thấy rồi một cái bức tranh khá là tổng thể. Thì trong cái nhóm trụ thì hiện tại nó cũng đang có một cái sự phân hóa tương đối là mạnh. Có những trụ tăng, có những trụ đi ngang và có những trụ thì đang giò đáy. Ví dụ Vinamilk, ví dụ như BVH là đang những là cái mã cổ phiếu trụ giò đáy, ví dụ như vậy. Vinhome thì đang lình xình đi ngang, VRC thì đang có những quay lại, test nền. Khu vực nhóm banh và nhóm chứng khoán thì Hùng đã có trao đổi rồi, đó là trong cái giai đoạn hiện tại là cái nhóm ngành này nó chạy cả nhóm ngành. Chính vậy nên là nó dẫn đến một cái câu chuyện là nó chi phối cái VN Index, chi phối cái VN 30 nó quá lớn. Và chính vì cái sự chi phối nó quá lớn như vậy nên đôi lúc nó làm cho thị trường chứng khoán của chúng ta bị méo mó. Vì sao nó lại méo mó? Là vì nó liên quan đến phái sinh. Và đôi lúc đâu đó mà Hùng có nhìn thấy những cái bóng dáng mà nó sử dụng những cái yếu tố tạo lập của những nhóm này để nó phục vụ những cái mục đích long hay là mục short của thị trường, thì đấy là một cái yếu tố bất lợi của thị trường trong thời điểm hiện tại. Nhóm ngành xây lắp thì các anh chị biết rồi, sắt thép nó lên như vậy, xi măng rồi đá rồi tất cả mọi thứ nó lên như vậy, mà đặc biệt là cái phần mà thép ấy, nó cấu thành trong cái giá thành của xây dựng công trình nó rất là lớn. Và rất nhiều các doanh nghiệp xây lắp là trong cái thời gian vừa qua gần như hoạt động cầm chừng, các dự án hoạt động cầm chừng. Rồi xăng dầu tăng thì dẫn đến là máy móc san nền, các anh chị biết là kinh khủng như thế nào. Đấy, thì tất cả những cái thứ đó nó tăng theo. Thế thì nhóm ngành xây lắp là một cái nhóm ngành mà đóng góp vào cái sức lao động, đóng góp cái con người, rồi đóng góp vào cái sự luân chuyển dòng tiền, nó tạo ra công ăn việc làm rất lớn trong cái nhóm ngành xây lắp. Đó, vì sao mà trong cái giai đoạn mà bị dịch Covid là thời Bắc Phúc là bác cực kỳ chỉ đạo quyết liệt cái công 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 tác là giải tư giải giải ngân cái vốn đầu tư công để làm gì? Để mục tiêu là làm các cái dự án xây dựng lớn để tạo ra công ăn việc làm, để tạo thành một cái dòng chảy về dòng tiền, rồi để các cái công ty đó, tất cả mọi cái thứ đó. Thì vì sao lại như vậy? Thì đến thời điểm hiện tại là nhóm ngành xây lắp gần như chết đứng và nằm im trong thời gian vừa qua, nó không có thể tăng được. Và cái nhóm ngành xây lắp này nó cũng khá là lớn, chi phối đến chỉ số VN Index và toàn thị trường, nhưng vì nó quá yếu nó không làm được cái gì cả đó, nên nó không cân lại được với những cái thời điểm mà banh và chứng khoán để suy giảm thì phải có những cái thằng nó cân vào, nhưng mà gần như không có. Cùng với đó thì nhóm P đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng nhìn thấy rằng là AP bây giờ đang tích lũy, tức là đang kiểu đang đang sau một cái nhịp giảm như vậy thì cả cái nhóm ngành nó đang tích lũy trở lại, như vậy là cũng sẽ phải cần thời gian, ngày 1, ngày 2 là P chưa thể tăng được đâu. Cùng với cái việc là giá dầu đang có những cái diễn biến thiên về kịch bản là test lại cung ở đâu ạ? Ở cái vùng 70 mà nó không giữ được thì nó sẽ có những cái yếu tố về mặt kỹ thuật ở đây. Và khi giá dầu giảm thì chắc chắn nó sẽ có những cái tác động tiêu cực đến nhóm P, ngắn hạn sẽ là như vậy.
nhóm thép thì đang có cái sự phục hồi ngắn. Nhưng trên góc độ tổng thể, đây chỉ là những cái góc độ phục hồi mặt kỹ thuật. Còn để đánh giá rằng là thép tiếp tục quay trở lại, tăng trở lại hay không thì sẽ phải cần thêm những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Như vậy, trên một cái góc nhìn nó khá là tổng quan về thị trường chung hiện tại, như vậy chúng ta sẽ thấy được một cái bức tranh rất là tổng thể ở thời điểm này. Đó là thị trường của chúng ta vẫn đang khá là yếu. Và cái xu hướng đi của thị trường thì nó lại phụ thuộc vào nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán quá lớn. Và khi nó phụ thuộc vào quá lớn như vậy thì chúng ta lại soi lại cái xu hướng của nhóm banh và nhóm chứng khoán, thì đến thời điểm hiện tại là nếu mà để nói rằng hai cái nhóm ngành này tăng mạnh thì theo như Hùng nghĩ thì phải cần một cái lượng tiền cực kỳ lớn. Lượng tiền cực kỳ lớn nó phải đáp ứng được những cái thanh khoản đang bị tụt này. Đây là những cái phiên thanh khoản đang bị tụt. Tức là nó phải đáp ứng được những cái phiên giao dịch khoảng tầm 30.000 tỷ liên tục và bơm vào nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán. Thì hiện tại là Hùng chưa có nhìn thấy. Đó, trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là VN Index ở đâu nhỉ? VN Index đây. Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là bắt đầu có một cái sự cạn kiệt về mặt thanh khoản. Cạn kiệt về mặt thanh khoản ở đây là một yếu tố tích cực. Bởi vì khi mà thanh khoản sau một cái giai đoạn mà thị trường đạp sâu á, thì cái thanh khoản của thị trường nó rớt xuống như vậy thì cho thấy rằng là cái tâm lý của nhà đầu tư và tâm lý của bên mua bên bán là đang dìm nhau, đang nhòm ngó nhau. Và trong sau một cái tuần mà thanh khoản thấp như vậy thì dòng tiền quay trở lại, bơm trở lại vào thị trường và thị trường có những cái tín hiệu kỹ thuật phục hồi. Tức là nếu tuần tới dòng tiền bắt đầu giao dịch quay trở lại trên 25.000 tỷ đi, khoảng tầm đó, và nó thỏa mãn các cái yếu tố kỹ thuật, ví dụ yếu tố kỹ thuật thứ nhất đối với chỉ số VN Index thì chỉ số này sẽ đánh vượt thoát vùng 1.300 đến vùng 1.310 điểm. Sau khi nó đánh thoát được cái vùng đó, đây các anh chị, nó đánh thoát được cái vùng này, tức là nó phải thỏa mãn đây, thì Hùng lấy một ví dụ thôi nhá. Đó, nó phải kéo lên này, ví dụ nó kéo lên vùng 1.320 điểm, sau đó thì nó đạp lại. Đó, nó đạp lại cái vùng 1.000, nó quay lại, nó test lại cái vùng 1.300 đến vùng 1.310 điểm, không gãy, và lực cầu tiếp tục quay trở lại để có một cái thế trận long lại ở đây. Đó, ví dụ như vậy, thì đấy là những cái tín hiệu để xác nhận rằng thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp. Rồi, đối với chỉ số VN30, F1M và chỉ số VN30 thì hai bộ chỉ số này hiện tại đang khá là đồng pha. Thì cái mục tiêu nhiệm vụ là nó trong tuần tới nó cần phải kéo vượt thoát vùng 1.450 điểm, có thể đánh lên vùng 1.460 điểm, và sau đó nó sẽ sọt lại ở cái vùng 1.450 không gãy, và dòng tiền quay trở lại ồ ạt đánh vào banh, đánh vào chứng khoán, đánh vào T, thì khả năng tuần tới nó sẽ cần thêm một hai phiên nữa thì cũng sẽ đánh giá thêm và đánh thêm các cái nhóm ngành khác, tức là nhóm makeup ấy đó, hoặc là các cái nhóm mà ví dụ như cao su, ví dụ như thủy sản, ví dụ mía đường, ví dụ dệt may đấy, đa lại những dòng tiền nó luân chuyển vào những cái nhóm ngành đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ mường tượng được là thị trường tạo đáy. Và bây giờ cái việc mà chúng ta phân tích đáy của thị trường ở trong thời điểm này thì đang quá sớm. Bởi vì sao? Bởi vì cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên ngày hôm nay nó không đạt. Đó, ngày hôm nay là đến kết phiên là chúng ta đành phải đây có nói một cái, tức là lỗi hẹn. Đó, thì ở trong buổi sáng ngày hôm nay Hùng đã phân tích một cái kịch bản là nếu như thị trường phải đạt được như thế này thì tuần tới sẽ thì thị trường sẽ xác nhận tín hiệu đáy, và nếu mà không đạt được như vậy thì chúng ta sẽ lại phải cần thêm các phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. Và với tín hiệu kết phiên như tuần này thì chúng ta sẽ chưa thể là gọi là yên tâm về cái xu hướng tạo đáy, và thị trường nó sẽ cần phải test cung. Thì trong tuần tới thì trước mắt phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta sẽ quan sát lại các cái điểm test cung kỹ thuật của VN30 và phái sinh. Theo đó thì Hùng đánh giá ở vùng 1.430, đương nhiên vùng 1.430 thì không có gì phải tranh cãi cả. Đó, nhưng mà sâu hơn thì có thể tính toán ở vùng 1.415 đến 1.420 đối với chỉ số VN30 và phái sinh. Và sau đó lực cầu long bắt trở lại và chúng ta cần một cái mốc rất quan trọng để đánh giá xu hướng tạo đáy của thị trường trong ngắn hạn. Đó là bộ hai chỉ số này vượt thoát vùng 1.450 và sau đó khỏe hơn thì sẽ là vùng 1.460. Đó là các cái tiêu chí
về mặt kỹ thuật để xác nhận tín hiệu tạo tạo đáy ngắn hạn của thị trường đó. Còn đối với chỉ số VN Index thì xu hướng khả năng nó sẽ test lại vùng đây này, 14 bao nhiêu đây, một khoảng vùng 1290, 1290, và thực tế thì sâu hơn thì có thể quay lại vùng 1280. Đấy, nó cũng là câu chuyện rất bình thường của thị trường trong thời điểm hiện tại thôi. Và sau những cái điểm test này thì cũng cần đó, cần một cái tín hiệu, đó là sẽ phải break lại được vùng 1300 đến vùng 1310 điểm. Và sau khi thoát được cái vùng này với một cái lực cầu rất là mạnh, với dòng tiền đánh rất là mạnh, thì đấy là những cái tín hiệu để giúp chúng ta nhận diện là thị trường của chúng ta đã tạo đáy trong ngắn hạn, và chúng ta bắt đầu phân tích một chen lên kỹ thuật của toàn thị trường. Nếu như tín hiệu này không không đạt, đó, câu chuyện là như vậy. Nếu như tín hiệu kỹ thuật đó không đạt, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi phân tích những cái điểm test cung ở quay trở lại, tức là thị trường nếu không break được cái vùng ở đây, tức là không break được cái vùng 1300 lên vùng 1310 điểm á, thì cái xu hướng nó như vậy, nó giống như một con xe lên dốc, khi nó rồ ga để nó lên vượt qua một cái con dốc mà nó không thể vượt qua được thì thông thường là nó sẽ bị như thế nào các anh, nó sẽ tụt dốc, và cái độ tụt đó nó tụt như thế nào thì chúng ta lại đi phân tích lại đó, và căn cứ những cái biến giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì cũng sẽ có thêm những cái phân tích tổng hợp. Ok, bản tin tuần này đến đây là hết, và Lê cũng trân trọng kính mời anh chị em nhà đầu tư trên khắp mọi miền Tổ quốc về đồng hành cùng với team của ông Lê tại công ty chứng khoán VPS để nhận thêm các cái phân tích trực tuyến ở trong phiên. Bởi vì thị trường thì luôn luôn biến động, cổ phiếu thì cũng sẽ có những cái điểm mua, nó có những cái điểm mua ở trong phiên, và kết tuần thì chúng ta mới có một cái bản tin, và đôi khi đó thì có những cái điểm mua nó đã bị đi qua. Đó, thì đấy là câu chuyện thực tế, và để mà chúng ta ổn định được về mặt tâm lý, để chúng ta ổn định được về mặt tâm lý thì với cá nhân của ông Lê, thì theo những cá nhân của ông Lê, suy nghĩ thì đầu tiên là chúng ta phải định lượng được cái xu hướng, định lượng được cái xu hướng và đường đi của thị trường, đó, định lượng được cái đường đi xu hướng của VN30. Ví dụ trong tuần vừa qua thì chúng ta có phân tích những cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng ở đây, để làm sao để ví dụ như là cái trường hợp nếu như thị trường bị đạp về đây thì chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta quan sát. Đó, ví dụ như vậy, về đây, đó, bình tĩnh để quan sát. Thay vì cái câu chuyện là về đến đây là chúng ta hoảng loạn, chúng ta bán hết cổ phiếu ra, thì về đến đây là có khi về đến đây là chúng ta lại mua vào. Ví dụ như vậy, thì đấy là những cái phân tích rất là cần thiết. Và khi mà chúng ta định vị được cái đường đi của thị trường, dự báo được cái xu hướng đi của thị trường trong phiên giao dịch, hoặc là trong một vài phiên giao dịch, thì chúng ta sẽ điềm đạm hơn, chúng ta sẽ bình tĩnh hơn, và chúng ta sẽ có những cái tình huống xử lý tốt hơn. Thì đấy là một vài cái ý kiến của ông Lê. Rồi, bản tin tuần này thì hết, và các anh chị nào có những mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin tuần. Hùng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái phân tích, tất cả các cái câu hỏi của các anh chị. Hai bản tin tuần vừa qua thì Hùng Lê gặp một cái sự cố không mong muốn, còn tuần này thì chúng ta đã có thể bắt đầu làm việc bình thường quay trở lại.